chào ông chủ. Ủa, con Dương nó đâu rồi hả chú Tuấn? Dạ. Cái con quỷ này nấu nướng kiểu này có ngày cháy cả xưởng chết hết. Gì vậy? Cái thằng quỷ kia, mày cút khỏi xưởng cho tao. Mày mà lảng vảng ở cái xưởng này nữa hả? Mày đừng có trách tao nghe chưa? Đi lại đó mày. Cái thằng lại mày. Còn cái con mất đết kia, dám lén lút tư tình với thằng Phong hả mày? Bà tha cho con đi, con với anh yêu nhau thiệt mà. Mày là do tao nuôi, để sau này kiếm chỗ gã còn lấy vốn lại. Ai cho mày yêu được ở cái chỗ này? Hèn gì tao thấy tụi mày cứ to nhỏ thì thầm hoài. Mày liệu hồn đó nghe. Mày mà chữa quan làm xấu cái nhà này là tao giết mày. Dạ con không dám vậy nữa thưa ba. Đi ra làm, mau lên. Mau lên. Dạ ba ra, con mới ra. Ra lẹ đó. Cái điều này phải hối bả kiếm mối gã nó đi, vừa có tiền sính lễ, vừa đỡ phải lo nó chữa quan. Mẹ, từ hôm nay con được đổi không có làm ca tối nữa. Chiều mẹ đợi con về rồi mình đi bán nha. Thôi, con đi làm về mệt, con nghỉ ngơi đi, bán máng cái gì. Con không có mệt đâu. Mấy tháng nay làm ca tối, làm con nhớ mùi hủ tiếu gõ muốn chết luôn vậy đó. Ăn mười mấy năm rồi chưa ngán hay sao mà la nhớ. Hôm qua bán ế mới ăn tràn họng đó mà la nhớ. Xạo. Ý của con á là thèm mùi hủ tiếu gõ dĩa hè. Hủ tiếu gõ dĩa hè mới đúng hương vị đó mẹ. Mẹ, chiều á mẹ đợi con về để con đẩy xe ra ngoài đó bán với mẹ nha. Chứ không là con nhớ muốn xỉu luôn á. Sợ cô luôn á, lẻo lự hả? À, còn cái chuyện con với cái anh công nhân công trường gì đó làm sao rồi? Tụi con chỉ mới là bạn thôi mà mẹ. Bạn gì mà nhắn tin hoài luôn. Rồi tối nào cũng đi ăn với nhau toàn ten làm như người ta không biết vậy. Mẹ biết không, tối hôm qua anh mới tỏ tình với con á. Con chỉ mới nhận lời thôi. Vậy? Mới có quen 3 tháng mà nhận lời yêu người ta hả? Hồi xưa ba con theo mẹ cả năm trời luôn á. Mẹ mới có nhận hơi thôi đó. Vậy hả mẹ? Ừ. Tại vì con cũng thích ảnh chứ bộ. Chắc nó đẹp trai lắm phải không? Hả? Mẹ này, con đâu có mê đẹp trai đâu. Tại ảnh tốt bụng với lại dễ thương nữa. Con khen quá à, là mẹ nôn muốn chết luôn hả? Tối nay kêu nó lại gặp mẹ. Tối nay mẹ đi bán mà. Thì kêu nó tới cái chỗ bán của mẹ đó. Mẹ phải coi cái mặt của nó. Rồi nó muốn gạt con gái của mẹ làm sao? Mẹ nhìn người chuẩn lắm nha. Dạ, để con điện cho ảnh. Dạ, thôi con đi làm nha mẹ. Ê, dạ. Cái cậu đó bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, anh lớn hơn con 3 tuổi. Được. Đừng có quen người bằng tuổi của mình. Mai mốt mình về mình sanh đẻ cái là mình già hơn. Rồi cái nó bỏ bê mình tròn coi. Trời, vậy sao hôm trước mẹ nói với con là ba mẹ bằng tuổi nhau, nằm duỗi mà ăn mà. Tại ông bà mình nói như vậy thôi mà. Thôi mà mẹ, tụi con mới tìm hiểu thôi à. Không biết ảnh có chịu hay không mà mẹ lo sớm quá. Con gái của mẹ đẹp, ngoan, chịu khó vậy mà nó không chịu mới lạ đó. Thì tới đó hẳn hay nha mẹ. Thôi con đi làm đây. Con đi nha.
Mới đó mà nhanh quá ông ha. Con gái mình nó có người yêu rồi đó. Chị Liêu ơi. Dạ chào chú. Chị Liêu có đây không con? Hồi nãy chú có ghé cửa hàng mà ông thấy. Dạ chắc mẹ con đi công chuyện rồi chú. Dạ chú kiếm mẹ con có chuyện gì không? Chú qua trả tiền bộ bàn ghế cho mẹ con. Rồi chừng nào mẹ con về? Dạ con cũng không biết chừng nào mẹ con về nữa. Hay chú gửi tiền cho con đi. Rồi chút mẹ con về con đưa tiền cho mẹ con nha. Dạ thôi chuyện tiền bạc của ba mẹ con không biết đâu chú. Con nhận giùm chú đi mà. Mắc công chú đi tới đi lui. Dạ thôi. Nhận giùm chú đi. Có 30 triệu à. Dạ. Nè con đếm lại đi. Dạ. Dạ đủ rồi chú. Rồi vậy chú về nha. Dạ. Nhớ nói với mẹ là chú Trọng gửi. Dạ dạ. Rồi chú về ha. Chào anh Hùng. Chào anh Trọng. Đi đâu qua đây? Tôi đi qua trả tiền bộ bàn ghế cho vợ anh. Thôi tôi về. Dạ. Chào ông chủ. Dương à. Dạ. Ra ba biểu. Dạ chuyện gì vậy bác? Mẹ mày đâu rồi? Dạ mẹ đi công chuyện rồi. Hình như là ông Trọng mới đưa tiền cho con đúng không? Đây. Dạ chú Trọng trả tiền cho mẹ mà ba. Con à, tao không phải chủ cái xưởng này hả? Dạ tao biểu đưa thì đưa. Đưa lẹ đi. Con đưa cho ba rồi mẹ về mẹ quýnh con chết luôn á ba. Thì bây giờ tao đưa lẹ đi. Mau lên. Dạ tôi từ ba. Con đưa đây. Bình thường đưa vậy là được rồi. Mày bộ mày thích tao bạo lực với mày lắm hả? Dạ. Anh ơi, có gì không làm anh? Ơn cho tôi hỏi thăm chủ xưởng này. Dạ, chỉ có con của bà chủ à. Cảm ơn anh. Chào cô. Dạ, dạ chào chú. Dạ, có chuyện gì hả chú? Ba mẹ con đi vắng rồi, chú muốn đặt hàng hả chú? À không, tôi có một số lượng gỗ lớn muốn bán, cho nên định hỏi xưởng, coi có mua không đó mà. Cái này con không biết, chú đợi ba mẹ con về rồi chú hỏi nha. Ba mẹ của cô chừng nào mới về? Dạ con cũng không biết luôn. Mà chú ở đâu vậy? Có gì để con nói ba mẹ con biết. Tôi là người ở xứ khác tới, cũng chỉ là dân buôn gỗ thôi. Nghe người bạn giới thiệu cái xưởng này nè, cho nên tôi tới tôi chào hàng đó mà. Đây là danh thiếp của tôi, cô đưa cho ba mẹ cô. Có gì liên hệ với tôi, tôi đảm bảo với cô, gỗ của tôi là giá rẻ nhất thị trường đó. Dạ vậy có gì để con về con gửi cho ba mẹ con. Dạ cảm vậy ơn tôi chú. Về nha. Dạ chào anh. Dạ, tôi chào đi anh. Chú ông đó ông ở đâu mà bán gỗ rẻ nhất thị trường vậy chú? Chắc có lẽ là gỗ buôn lậu nên mới có giá rẻ vậy thôi. Con nghĩ chắc vậy á. Dương, hồi sáng tới giờ có ai gửi tiền cho mẹ không? Dạ, có chú Trọng gửi cho mẹ 30 triệu. Đâu, đưa đi cho mẹ. Dạ. Hồi nãy ba lấy đi rồi mẹ. Cái gì? Ai biểu mẹ đưa tiền cho ổng? Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Ăn hại mà. Mày biết không, ổng lấy tiền đi cờ bạc mà mày còn đưa nữa. Ba ép con đưa mà mẹ. Ổng ép là mày đưa hả? Mày ngoan quá ha? Hay là mày muốn chống đối tao? Dạ, cái con quỷ này đồ ăn hại mà. Chị Liên, trời ơi trời, sao chị không nói dữ vậy? Im đi, biết cái gì? Mày đi kiếm ổng về cho tao. Con đâu biết bà ở đâu đâu mà kiếm mẹ.
ông đi sòng bài chứ đi đâu. Cái miệng mày đâu mà mày không biết hỏi. Mày kiếm ổng đem tiền về cho tao nghe. Ổng mà chơi hết tiền á, tao tính sổ với mày đó. Đi. Dạ. Kiếm ổng về cho tao. Dạ. Tôi xin chú mà, để từ từ tôi trả. Bây giờ chú lôi tôi về, tôi gặp bà là chết luôn. Không lo ông về, làm sao có đủ tiền trả. Ông nói nhiều. Trời ơi, thôi mà, tôi xin chú mà. Trời chú. Tôi nói là ông nhanh lên. Tôi không có xin lỗi gì hết. Tôi làm ơn đi. Nhưng tiền mà xin gì. Xin chú mà. Bà. Dương cứu bà. Bà. Bà mau trả tiền lại cho mẹ đi ba. Còn đâu nữa mà trả. Trời ơi, 30 triệu. Bà mới có mấy tiếng, bà đánh bại hết trơn luôn hả? 30 triệu làm như nhiều lắm. 30 triệu chỉ là tiền lời thôi đó. Ông còn thiếu tiền gốc 100 triệu đó kìa. Trời ơi, từ từ tôi trả mà. Bây giờ chú để bà biết tôi thiếu nợ nhiều vậy, chắc bà cạo đầu tôi luôn quá. Trời ơi. Nè, anh cho gia như vậy là phạm pháp đó nghe. Tụi tao chỉ có luật đường, làm gì có luật pháp hả mày? Mày đâu ra mà xé vô chuyện của tao hả mày? Mày làm gì vậy? Mày làm phóng viên hả mày? Tôi là phóng viên đó. Anh làm cái gì vậy hả? Anh làm ơn tha cho ba em đi. Em bảo đảm với anh, trong tuần này ba em trả đủ cho anh tiền. Chứ bây giờ anh bắt ba em về, có khi mẹ em giận quá, không thèm trả tiền cho anh đâu. Đúng rồi đó. Chú có cho tôi thêm một tuần đi, chừng nào mà tôi không trả được á, thì chú hãy nói với bà ha. Nơi đây á là nơi thanh tịnh, mấy anh đòi nợ rần rần như vậy, mấy vị sư mà báo công an á làm anh mệt lắm nghe. Đó được rồi, tôi cho ông 3 ngày nha, không trả thì đừng có trách. Được rồi, yên tâm đi, tôi nhất định trả mà. Ba. Mày đi đâu tới đây? Dạ mẹ kêu con kiếm ba về á. Nè mày nói với bà là tao lấy tiền rồi đúng không? Dạ ba. Nè mày đúng là đồ lỗ vốn tốn cơm mà. Từ cái hồi rước mày về tới giờ, không biết là mày đỡ được cho bà được bao nhiêu mà mày hại tao thêm hết lần này tới lần khác à. Ghét. Ba. Gì? Thôi, mày cứ coi cách nào mày nói với bà giúp tao đi. Nếu không là tao mét cái vụ mày với thằng Phong Châu là mày chết với bà ha. Dạ. Ba. Ba, hay là ba nói là ba lấy tiền mua gỗ rồi nha ba. Gỗ nào? Có cái ông này nè, ông kiếm ba. Ông nào? Dạ, đây là danh thiếp của ông bán. Đúng là bi kịch của gia đình. Nó mà bán thẻ là chỉ có hàng. Mà sao hàng lậu thôi đó nghe. Thấy cô gái này trông quen quá. Lúc này trời nắng đỡ ghê á. Mẹ mong á, mùa mưa tới trễ chút mình bán cho nó được. Mẹ, sao mình không thuê mặt bằng để bán đi mẹ, đỡ phải lo trời mưa. Mướn mặt bằng thì tốt rồi, nhưng mà mẹ bán ở đây mấy chục năm rồi, nhiều kỷ niệm với ba con, mẹ không muốn dời đi chỗ khác. Nhớ hồi xưa còn ba, gia đình mình vui biết bao nhiêu ha mẹ. Con coi ra ngoài dọn cái bàn phía trước đi con. Dạ. Để đó đi, lát mẹ dọn cho. Nguyệt. Ủa, anh Bảo. Mẹ. Anh mới tới hả? Mẹ em hả? Đây là mẹ em nè. Ai đây? Dạ, đây là bạn con tên Bảo. Dạ, con chào bác. Con là bạn trai của Nguyệt. Con cũng tính nhiều lần tới thăm bác, nhưng mà Nguyệt nói tụi con về tối bác ngủ rồi. Nó nói xạo à. Tối nào bác cũng thức chờ nó về mới ngủ không à. Dạ, tại tụi con lúc đó chỉ mới là bạn thôi. Vậy là bạn trai mới được em dẫn về ra mắt hả? Anh. Con tên gì con?
Dạ, con tên Bảo. Tên họ chứ ai. Lê Thái Bảo. Lê Thái Bảo nhà ở đâu? Dạ, nhà ở quận 2. Địa chỉ thì phải có số nhà, rồi khu phố, rồi tổ dân phố bao nhiêu. Mẹ gì? Mẹ đừng có hỏi vậy mà mẹ. Giống như hỏi cung người ta làm ánh sợ á. Nó sợ hả? Trời ơi, cái tặng bác vậy thôi, bác bô lô ba la vậy chứ không có gì hết trơn á. Không hỏi nữa. Dạ. Con đi ra kia mua nước mía về cho anh uống đi cho nó khỏe. Dạ được rồi bác. Không sao. Mua nước mía về đi con. Dạ vậy anh ở đây chơi với mẹ nha. Em đi mua nước mía chút xíu em về. Con đi nha mẹ. Ngồi chơi. Dạ. Ngồi. Dạ. Cậu làm công nhân công trình lâu chưa? Dạ được 5 năm rồi bác. 5 năm rồi. Cho coi cái tay coi. Bác biết coi chỉ tay hả? Biết chứ. Úp xuống. Đau quá. Đôi tay mềm như vậy mà dám nói làm công nhân 5 năm rồi hả? Nói. Cậu mưu đồ gì chứ con gái tôi? Dám nói xạo với nó hả? Hả? Dạ không có đâu bác. Con thật lòng với Nguyệt mà bác. Vậy sao nói láo với con Nguyệt làm công nhân công trình hả? Dạ. Được, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi chú, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Không sao đâu chú. Dạ. Lỡ thôi mà. Dạ. Hôm đó cái áo con bị dơ, con mặc đợi áo công nhân. Nguyệt tưởng con là công nhân công trình. Con thấy vậy để luôn, con không muốn đính chính. Tôi không sao. Anh bị thương kìa. Tay cô bị trầy kìa. Cô ở đây đi, chờ tôi vô lấy bóng băng nha. Ủa, tại vì sao mà không đính chính? Mình là cái người không có chân chính hay sao mà không đính chính? Dạ, thiệt ra thì con vẫn làm ở công trình mà bác. Nhưng lập ngành khác, con không có cơ hội giải thích với Nguyệt. Bác à, con là người đàng hoàng, có công việc đàng hoàng. Bác tin con đi. Tin hả? Chứng minh. Dạ. Chứng minh nhân dân. Đây đây. Lê Thế Bảo, chứng minh nhân dân số 02013548, nhà 278 khu phố 7 phường 4 quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Không nói nha. Mẹ, con về rồi nè. Mẹ, nước mía nè. Uống cho nó mát. Nước mía nè. Cảm ơn em. Ủa, anh sao mà đổ mồ hôi dữ vậy? Tại nóng mà, nóng quá. Nóng, uống nước mía cho nó mát. Dạ, cảm ơn bác. Uống. Dạ. Cậu Bảo, cậu nói với mẹ là cậu không phải là công nhân công trình đó con. Anh không phải là công nhân công trình hả? Thiệt ra thì anh là kỹ sư. Kỹ sư thì cũng phải đi công trình, đúng không con? Mà sao da trắng dữ vậy? Hả? Dạ, công việc của con là mở văn phòng là chính à. Con nói thiệt đó bác. Biết làm sao là thiệt hả con? Anh Bảo, tại sao lại gạt em? Nó nói là nó không có cơ hội để nó nói thật cho con biết. Mà mặc dù nó đã quen con 3 tháng rồi. Anh đi về đi. Nguyệt. Đi vậy. Em tin nè, anh nè, đi nè. Đừng. Không phải là anh muốn giấu em đâu. Mà tại vì... Bởi vì anh muốn trêu chọc tôi nên anh mới gạt tôi đúng không? Không phải vậy đâu Nguyệt. Em nghe anh nói đi. Đi qua bên này. Còn nói không phải hả? Nói dốc không chớp mắt hả? Anh đi về đi. Tôi không có muốn gặp anh nữa. Nguyệt à, nghe anh nói đi Nguyệt. Đi ra, ê, không có nói nhiều. Nghe lời nó nói không?
Đi về. Đi về. Cái thùng nước lèo đó còn nước nhiều lắm. Tôi chặt 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 rồi tôi bỏ vô tôi làm xí quách à. Cái tứ này làm xí quách được nhiều á. Nguyệt à, nghe anh giải thích đi Nguyệt. Còn nói cái gì nữa? Đi về hay là đợi tôi trụng vô nồi nước sôi? Đẩy cái ly nước mía xuống. Thưa bác, con về. Đi đường kia. Lẹ. Dạ. Thôi con đừng buồn. Cũng may là mình biết bộ mặt thật của nó. Nó mà làm phiền con nữa còn nói mẹ. Mẹ nhớ cái số chứng minh nhân dân của nó. Có cái gì là mẹ báo công an liền. Còn nếu mà cần á hả, mẹ tới tận nhà mẹ tìm nó. Mẹ chặt 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 chặt. Mẹ bầm 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 bỏ vô nồi nước lèo. Cảm ơn anh nha. Em đụng anh mà anh còn mang tay giúp em nữa. Có gì đâu. À, vậy anh còn bị đau không? Anh không sao. Tại lúc nãy thấy tay em đau rồi em lo lắng nữa. Cho nên anh yếu quá. Anh nói đại chứ anh không sao hết. May quá là anh không sao hết. Nếu mà lỡ anh có chuyện gì là em áy náy lắm. Tại vì em mà anh. Mà sao tại vì em? Tại người ta chạy ẩu. Em né nên mới đụng anh mà. À, anh làm công nhân ở công trình này hả? Anh tên Bảo. Còn em tên gì? Dạ, em tên Nguyệt. Em làm ở siêu thị gần đây nè. Bây giờ tới giờ em đi làm rồi. Cảm ơn anh, em đi nha. Em em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Với chị hai chưa về nữa hả mẹ? Chưa. Không biết làm cái gì mà đi tới giờ này cũng chưa về. Ba về kìa. À. Ba. À. Ăn nước quá. Thưa mẹ, con mới về. Ai ghẹo bà sao mặt mày chậm dầm vậy hả? Ông còn dám nói nữa hả? Mẹ. 30 triệu ông đem đi nướng sòng bạc rồi phải không? Cái cảnh mà tán gia bại sản 16 năm trước ông quên rồi sao? Chết rồi đi, cho tôi khỏe. Dạ mẹ, ba không có lấy tiền đi cờ bạc đâu mẹ. Đúng đó, tôi lấy tiền đi làm ăn mà. Ông mà làm ăn cái gì? Tôi gặp lại thằng bạn cũ. Đây nè. Nè, cặp visit của nó đây nè. Đó, nó đang có một số lượng gỗ quý. Tôi thấy giá rất được cho nên tôi nhanh tay tôi đặt cọc mua luôn. Dạ, đây là danh thiếp của ông bán gỗ rẻ đó ba. Nó mà bán rẻ là chỉ có hàng dỏm hoặc là hàng lậu thôi đó nghe. Thì bà cứ liên lạc với ổng thử coi sao. Thì thôi mày đem đưa bà đi chứ liên quan gì tới tao. Bá, con cố tình con không nói với mẹ là con muốn giúp ba đó. Ba chủ động liên hệ với ổng, nếu được ba mua gỗ rẻ. Nhưng thông đồng với ổng, khai giá cao cho mẹ. Hiện tại xưởng đang có hợp đồng mới, rất cần một lượng gỗ lớn. Số tiền chênh lệch nếu mà ba thương lượng khéo, con nghĩ sẽ đủ cho ba trả nợ đó. Phải. Vậy mà tao không nghĩ ra.
Kể ra mày cũng nhờ cậy được chút đỉnh ha. Để tao điện cho ông coi. Dạ. Sao ông bàn với tôi? Mà hàng có được không đó? À, mà đừng quên là cái nghề này là nghề của gia đình tôi nha. Gỗ tốt gỗ xấu mà tôi không biết phân biệt hay sao? Có thiệt không ông nội? Thiệt chứ sao không? Nè, tổng giá trị là 630 triệu. Nè, ngày mai á, bà đưa thêm 300 triệu nữa để đặt cọc luôn. Rồi là mình làm hợp đồng, sau đó người ta chuyển gỗ về cho mình. Vậy thì cũng được. Còn mày nữa, đi đâu mà tới giờ này mới về? Cơm nước không ai lo. Dạ, con đi kiếm ba. Thôi để con xuống con nấu. Thôi khỏi đi. Chờ mày nấu á, chắc mẹ con tao đói rã ruột. Tao với con Ngọc ăn ngoài tiệm rồi. Trời trời, nhưng mà tôi chưa ăn nè. Vô nấu đi con. Dạ, để con phụ chị nấu. Khỏi, phụ gì mà phụ. Con á, lo học lo hành thôi. Không có làm gì hết trơn á. Làm riết rồi tay chân nè, nó sẽ xấu hết rồi sao? Thôi, em lên học đi. Để mẹ giận đó. Chị xuống nấu mình được rồi. Con học bài xong rồi. Học xong rồi cũng vậy. Nói mà cứ cãi à. Bắt gì phải làm. Đi lên phòng nghỉ đi con. Lên đi con. Dạ. Nè, có chắc ăn không đó? Mấy trăm triệu lận đó nha. Thì chắc chắn 100%. Có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Bà khỏi lo. Ba, khuya rồi sao ba chưa lên nghỉ nữa? Con đi chơi với nhỏ bán hủ tiếu gõ hả? Sao ba biết? Chuyện gì ba không biết? Tối nào á, con cũng mượn xe chú Sơn đi đón con bé đó. Con là con trai của chủ tịch tập đoàn, người thừa kế tương lai của ba. Quen với con nhỏ đó, không môn đăng hộ đối, không gia đình chính thức là sao? Ba à, tôi gia đình Nguyệt nghèo, nhưng Nguyệt là một cô gái rất tốt ba à. Quen nhau bao lâu để đánh giá tốt xấu của một con người, nhất là thân thế của con? Không phải đâu ba à. Nguyệt không hề biết hoàn cảnh của con. Nguyệt còn tưởng con là công nhân công trường nữa đó. Tụi con thật lòng yêu nhau mà ba. Bà hỏi thiệt con, nếu con thật tâm yêu đó, vậy con định cưới làm vợ hay là làm người giúp việc? Bà nói vậy là sao? Ý của bà là con cần một người phụ nữ giúp con trong công việc, hay là chỉ làm nội trợ nấu hủ tiếu gõ? Công việc con sau này á, cần một người trí thức, có ăn có học để giúp công việc trong công ty. Con chọn một cô gái không học hành tới nơi tới chốn, liệu rồi con hạnh phúc không? Ba à, Tiêu Nguyệt chưa học xong đại học, nhưng Nguyệt rất thông minh. Cưới xong con sẽ cho vợ con đi học tiếp, được không ba? Nè, con biết cái nhà này nè thành cái phòng đào tạo hồi nào vậy? Học hành bao lâu để có một người thạo việc? Đó là chưa nói, liệu nó có học nổi không? Thôi, bà không nói nữa. Nếu cãi lời á, đừng có nhìn mặt ta. Bà, gì mà người ngoài rồi cái gì bà không nhìn mặt ai vậy? Còn mày nữa, đi đứng đàng hoàng không được hả? Lúc nào tay cũng sải. Mày bơi trong không khí hả? Phong cách mới. Đúng là cái thứ khùng. Anh em mày á, quen toàn cái thứ không ra gì. Định chồng tao tức chết hả? Còn mày nữa, sao không ở bên Mỹ học? Tối ngày cứ về để hoài là sao? Con nhớ quê hương. Con nhớ ba, con hiếu với ba, con về thăm ba. Chứ không phải mày nhớ cái đám quỷ bạn mày hả? Về đây tụ tập chơi bời thì có. Thì một công đôi chuyện mà ba. Ê, mày rảnh không? Rảnh thì làm gì ba? Lấy cái chân cho tao đi coi. Anh hai, nè uống nước đi. Trời ơi, gì buồn hiếu vậy? Hình như mới bị ba la lần đầu đúng không? Tại ba không hiểu Nguyệt thôi. Hâm mộ nha. Anh hai yêu thật rồi, dám cãi lời ba luôn. Anh hai, bây giờ mình hiểu bình tĩnh.
anh chọn bên nào? Khó xử đúng không? Đợi một chút nha. Một chút em tám tiếp với anh. À, alo, anh nghe nè em yêu. Em ngủ chưa? Em thấy khó ngủ quá à. Khó ngủ hả? Ừ, anh đi chơi với em đi. Ừ, anh về nhà rồi. Không thì chơi á, thì qua đây ngủ với em đi. Nha, em đợi đó. Không sao, à, tới liền. Dạ. Chờ anh nhé. Chị Hai ơi. Ơi, dạy giùm em bài toán này đi. Ờ. Bài này khó quá à. Nãy giờ em mò mò hoài mà không có ra. Trời ơi, dễ hơn à. Đây nè, cái bài này nè. Thì em đặt U bằng X mũ 2 trừ 1. Sẽ là âm 1. Wow, chị Hai giỏi quá à. Làm cái dèo là xong luôn à. Em cảm ơn chị Hai nha. Vậy không mà em gì? Mò sáng giờ. Chị Hai học giỏi như vậy mà ba mẹ không cho chị Hai đi học đại học gì hết. À, em mua bánh cho chị Hai nè. Chị Hai ăn đi. Thôi chị không ăn đâu. Chị không thích ăn ngọt. Chị Hai sợ mập đúng không? Thôi chị Hai đi nấu cơm nha. Dạ. Em làm bài tiếp đi. Chị Hạnh ơi. Gì vậy? Lấy cho em hai lưỡi cưa gỗ một tấc với lại một ký đinh chỉ hai phân. Rồi em đợi nha, chị vô chị lấy liền cho em. Dạ. À, cô có phải là cái cô mà hôm bữa mà ba cô bị đòi nợ đúng không? À, anh là cái anh phóng viên hôm bữa hả? Tôi không phải là phóng viên. Ủa sao hôm bữa anh nói? Chẳng qua là tôi dọa họ thôi. À. Nè, tôi nói cô nghe nha. Nếu như mà tụi giang hồ nó làm dữ quá, cô có thể báo công an. Cho vay nặng lãi là phạm pháp đó. À, ba tôi đang gom tiền trả nợ. Cảm ơn anh bữa đó đã giúp ba con tôi nha. Không có gì. Mà hình như anh không phải người ở đây hả? À, tôi là kỹ sư. Tôi làm cho một công ty ở trên Sài Gòn á. Tôi xuống đây vài ngày để giám sát thi công công trình thôi. Vậy hả? Vậy anh là người Sài Gòn hả? Đúng rồi. Hồi nhỏ tôi cũng ở trên trển á. Ừ. Mà sau đó thì tôi chuyển về Sóc Trăng ở. Tôi tên là Ánh Dương, còn anh? À, tôi tên là Bách. Ánh Dương là mặt trời đúng không? Dạ. Hồi nhỏ tôi cũng có hai cô bạn, cũng tên là Ánh Dương với Ánh Nguyệt đó. Ủa vậy hả? Tôi cũng có em gái song sinh tên là Ánh Nguyệt á. Hồi nhỏ tôi cũng có người bạn tên Bách y chang anh vậy đó. Có phải cô ở cô Như Diện không? Sao anh biết? Cô Như Diện anh sao? Cô mẹ Tâm. Đúng rồi. Ánh Dương, anh là anh Bách nè. À, anh Bách hả? Trời, đây là phòng mới của các con. Đây là giường của Dương với lại Nguyệt nha. Dương nằm trên, còn Nguyệt nằm dưới nha. Còn Thúy với lại Vi là đây con. Nè, các con Thúy thì ở tầng trên. Dạ. Nha. Còn Vi thì ở tầng dưới nha. Dạ. Chị thích quá à. Em thích trên cao, chị Hai nằm ở dưới đi. Ừ, vậy thì em nằm ở trên đi, chị nằm ở dưới. Nè nè các con, gia đình chúng ta có thành viên mới nè. Dương Nguyệt, đây là anh Bách ha. Từ đây trở đi á là học chung với Dương Nguyệt nha. Rồi mấy đứa làm quen với nhau đi con. Rồi bây giờ các con chơi một chút, chừng nào mẹ gọi á thì xuống ăn cơm nghe. Dạ. Em là Ánh Dương, còn em của em thì là Ánh Nguyệt. Hai đứa em giống nhau quá, sao anh phân biệt được? Em là chị lớn kẹp lớn, còn em của em nhỏ thì kẹp nhỏ. Anh đừng buồn nữa nha. Anh ăn kẹo đi.
Cảm ơn em. Anh là anh Bách thiệt hả? Anh không ngờ là được gặp em ở đây đó. Sao chị hai bà chưa tới nữa? Đường vắng que à. Không biết nữa. Còn ba bà đâu? Ba tôi đi đám cưới tốt ở trên thành phố. Nè, hai em đi đâu vậy? Anh làm gì vậy? Đi về anh làm nha. Hai đứa này là em gái của tao nha. Mày là thằng nào? Ở đâu đến? Mày, phá tụi tao hả mày? Nó thằng Nam xì ke đó. Đừng có đụng tới nó, coi chừng nó bị sida. Nó liều lắm đó. Có hai thằng mà sợ gì đó. Đập chết thôi, nó đi. Đi mày. Đi mày. Nhớ mặt tao đó. Đi mày. Nhớ mặt tao đó. Nhớ tao cho mày. Cảm ơn anh Nam nha. Chị ơi. Chị. Chị xin lỗi nha, tại hư xe nên chị tới trễ. Chắc chút nữa là em với con Hà bị bọn xấu ăn hiếp rồi đó. Thôi là có anh Nam tới giúp á. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Thôi đi về. Nhưng mà còn con Hà. Để anh chở cho. Lên anh chở về. Dạ anh chở em về giùm nha. Tại tí em đi đám cưới trên thành phố chưa có về kịp á. Nón bảo hiểm của em đâu? Chút bù cho cái khác. Làm như chạy xe ôm sao có sẵn hai cái nón. Dạ, cảm ơn anh Nam. Cảm ơn đấy. Ngày mai á mấy giờ bên đó giao hàng ông? 9 giờ sáng. Mẹ ơi. Ba gì mẹ. Con? Gì con? Hồi nãy á xem chút nữa là con gặp nạn rồi đó. Trời đất ơi. Sao vậy? Mai là có anh Nam tới kịp. Rồi con có bị sao không? Con có sao không? Con đâu có sao đâu. Trời đất ơi con quỷ này. Mẹ. Mày sao vậy hả? Tao kêu mày đi đón em. Mày đi đâu? Mày để cho nó một xíu nữa bị hại vậy. Chị hai chị bị hư xe mà mẹ. Mày đúng là cái đồ lỗ vốn tốn cơm mà. Con xin lỗi. Đi ra sao dọn dẹp đi. Dạ. Đồ khó ưa. Cái mặt mẹ gì đâu thiệt à. Con trời ơi. Con lại đây ngồi. Lại đây. Lại đây ngồi mẹ coi. Nè con ngồi xuống đi. Rồi mở ra coi. Nè nè. Có bị đâu không hả? Con có bị đâu không? Nè con nhìn mẹ nha. Nha. Cái này mấy ngón? Một ngón. Trời ơi. Vậy là chết con tôi trời rồi. Cái đầu con có bị gì không vậy? Con mẹ ơi. Con biết vậy là hai ngón mà. Con chọc mẹ đó. Mẹ kỳ quá à. Anh Bảo, tại sao lại gạt em? Anh... Nó nói là nó không có cơ hội để nó nói thật cho con biết. Mà mặc dù nó đã quen con 3 tháng rồi. Anh đi về đi. Nguyệt, em đừng có giận anh. Không phải là anh muốn giấu em đâu. Mà tại vì... Bởi vì anh muốn trêu chọc tôi nên anh mới gạt tôi đúng không? Không phải vậy đâu Nguyệt, em nghe anh nói đi. Con còn buồn vì cái thằng đó sao? Dạ không có đó mà. Con đừng có nói gạt mẹ. Mẹ nhìn mặt con là mẹ biết liền rồi. Không có mà. Dạ mời chị. Cảm ơn em nha. Dạ. Tự nhiên mò tới đây vậy? Mẹ. Dạ. Bác cho con gặp Nguyệt đi. Nguyệt, em đừng giận anh mà. Anh không cố tình gạt em đâu. Cái thằng này lạ ghê á. Tao giỡn mặt với mày hả? Bây giờ đi mau chưa? Tao cho vô cái nồi nước lèo à. Không có tin lời nó. Cho chị chứ em. Lấy cái gì cho khách kìa. Dạ.
Dạ chanh đây, ớt đây chị. Cái cậu đứng ở đó có gì không vậy em? Dạ không có gì đâu chị. Nguyệt, anh đi về giùm cái đi. Bộ đứng đây người ta giờ muốn bị quê hả? Nếu mà em tha lỗi cho anh, em muốn anh làm gì cũng được hết. Tôi không thèm nói với anh. Nguyệt, con đứng đi làm gì ba? Vậy gì đó đây? Sao bà lại đến đây? Ba không tới đây được hả? Cái gì đây, cái gì đây? Giống ba của cậu hả? Dạ. Ông kêu thằng con lừa gạt của ông về giùm tôi. Mẹ, cái đi. Đứng đây ám cái xe hủ tiếu tôi làm ăn không được gì hết trơn hả? Bà nói cái gì? Con trai tôi mà lừa gạt hả? Cha con ông là cái thá gì mà không phải lừa gạt? Nè, tôi nói cho bà biết, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thiện Đức, tên tuổi đàng hoàng, bà định lừa gạt bà sao? Tưởng gì, mấy ông tổng giám đốc lên báo biển thủ cả đống kia kìa, vô tù. Trời ơi, tưởng tổng giám đốc ngon lắm hả? Bà đã nói rồi, cấm giao du á với cái phường móc họng móc lò. Cái gì? Ông nói ai móc họng móc lò hả? Nói ai? Tôi nói bà với con bà đó. Bà hả? Mẹ, đũa móc mày đặt chòi mông son. Ủa, ông nói ai đũa móc hả? Mẹ, ông mà dạ. Thấy chưa, ông cứ nói mình vậy à? Mẹ, bác đừng có hiểu lầm mà xúc phạm mẹ con. Con còn với anh Bảo trước đây không có gì, bây giờ và sau này cũng không có quan hệ gì hết. Anh đưa ba anh về đi. Ta còn đứng đó, con nghe nó nói không? Đi về. Hủ tiếu gõ mày đặt nó xiên nó xỏ. Cái gì? Thấy chưa, thấy chưa? Nè, con nghe ông nói chưa? Thấy rõ ràng ông nói không? Nè nè, ông nói ba, gì mẹ? Vậy? Ông con nghe, ông đứng lại đi. Thôi bà, thôi bà. Nè nè, ông kia. Thôi, con ngon đứng lại đi. Con ngon hả? Thôi bà mẹ. Trời ơi, tức quá mà. Thấy chưa, tức quá trời. Trời đất ơi, sao còn đứng đây? Dạ. Đi về. Giỡn mặt hả? Còn sang sang tôi lấy dép tôi chọi bây giờ. Đi xin đi không? Cùng vậy nó mới sợ. Thôi mà mẹ, mẹ bỏ qua đi, đừng có giận nữa. Hơi đâu mà giận, nhưng mà bực mình thôi. Còn con á, con không có được mềm lòng với thằng đó nghe chưa? Dạ. Cổ của anh á đúng là tốt hơn mối cũ của tôi nhiều, nhưng mà điều á, cái giá thì nó cũng không cấp được bao nhiêu. Có bớt chút không anh? Tiền nào của đó mà chị. Gỗ của tôi á cũng rất là tốt, mà giá cũng đâu có chênh lệch với thị trường bao nhiêu đâu. Giá như vậy là hợp lý rồi bà. Gỗ người ta tốt như vậy. Dạ. Đây là số tiền còn lại. Nè, còn lại đó nghe. Dạ, dạ. Tôi cũng mong rằng á, anh em chúng ta vui vẻ hợp tác lâu dài luôn. Dĩ nhiên rồi. Quý, cái gì vậy? Đây là số của lậu. Mọi người theo chúng tôi về trụ sở. Cái gì? Gỗ lậu hả? Sao lâu quá à? Có khi nào ba mẹ bị bắt luôn không chị? Chị cũng không biết nữa. Nếu đêm nay ba mẹ không về thì hai chị em mình sẽ lên công an. Dạ. Về mình đi nha. Khoan để tôi nói này. Dương, rửa chén xong á rồi pha một ly sữa lên ép con Ngọc nó uống nghe chưa? Học bài mà không bồi bổ là không có sức khỏe, biết chưa? Dạ. Ba mẹ đi lấy gỗ hả? Mình đi. Ta đi. Alo. Dạ, cho tôi hỏi, có phải công an huyện Châu Thành không ạ?
cửa coi. Ba mẹ về hả chị? Mẹ. May quá ba mẹ không sao hết. Không sao mẹ. Ba có sao không? Cứu mẹ. Đừng thấy thằng chồng đó. Mẹ. Thôi mà mẹ. Thôi mà mẹ. Cứu mẹ. Trời ơi, ông ác lắm. Ông dám thông đồng với nó. Ông gạt tiền tôi mấy trăm triệu. Trời ơi, ông đi chết đi. Mẹ, thôi mà đi mẹ chết đi. Ông không có đánh ba nữa. Thôi, đi chết thôi. Đi đồ khốn nạn. Bà, bà đừng có đánh tôi nữa. Cũng tại con Dương này hết nè. Cái gì? Nó xúi tôi đó. Trời ơi, trời ơi, con con quỷ này. Mẹ, bà đi chết xuống ổng mẹ ơi. Mẹ, chạy ăn ra. Xúi ổng. Mẹ, tại sao mày dám xúi ổng? Hả? Mày dám xúi ổng đi mua gỗ lậu phải không? Phải không? Phải không? Tao muốn mày làm gì vậy? Con đâu có dám đâu. Tại con muốn giúp ba. Con thấy người ta đòi nợ, không có tiền trả, con muốn giúp ba thôi chứ con đâu có muốn đâu. Mày hại tao, chứ mày giúp cái gì? Thì ra cái mặt của mày giả đò hiền phải không? Chứ trong lòng của mày thâm độc ha. Mày âm mưu mày hại gia đình tao chứ gì? Mẹ ơi, mẹ đừng đánh chị ra nữa mẹ. Trời ơi, cái con này. Mẹ. Mẹ. Ôi. Mẹ mà đánh chị hai nữa, mẹ đánh luôn con đi. Trời. Mày biết không? Nó hại mẹ mày mất mấy trăm triệu. Mày còn bên cho nó nữa hả? Đánh ra. Thôi. Mà đánh nó vậy đủ rồi. Bà mà đánh nó chết rồi hả? Đâu có được cái gì. Còn lỗ vốn nuôi nó. Im đi. Nè, tao nói cho mày biết nha, mày liệu hộ mày nghe chưa? Mày có chân tao nghe chưa? Còn cái con này, dạ, đi lên ngủ. Đi ngủ chị hai. Đi lên đi, đi ra ngoài đóng cửa này đi. Dạ. Mày nhớ coi cửa nẻo cho đàng hoàng cái mày. Sao? Nam ơi, buông ra. Đưa cái nỗi đi con, trả cho nỗi. Ông đẹp ơi, ông đẹp. Té bây giờ đó. Nè. Ơi, trả nó đây. Gì vậy? Đem đi nỗi, đứng lại, không được đi. Làm gì vậy? Trả tiền đây. Nè tiền con, mày hút riết mày chết. Con không có được hút nữa. Tiền nổi nhiều lắm, nổi cho con đi. Mày mốt nổi chết rồi đâu có đem theo được đâu. Nổi mà chết đó tiền nó cũng của con à. Thay vì mày mốt con lấy một cục, bây giờ con lấy từ từ. Trời ơi, đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Không được đi. Nè, nè. Mày hút riết mày chết bây giờ đó nha. Trả nổi đi. Trời ơi. Nam. Nổi. Trời đất ơi. Cái thằng này thiệt tình hả? Đúng là phá gia chi tử mà. Trời ơi, sao ông đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ có một thằng cháu à. Thôi, nội đừng có buồn nữa. Bây giờ máu nghiện của nó ăn sâu vô tủy rồi. Nội nói nó cũng đâu có nghe đâu. Nói chỉ mỏi miệng thêm thôi chứ làm gì. Mà cũng tại nội hết á. Chịu nó riết cho nên nó mới hư vậy đó. Con nó nói rồi mà nó không chịu nghe. Kêu người bắt nó vô trại cai nghiện đi. Nội nói à, ông nỡ con ơi. Bởi vậy người ta nói đúng mà. Cháu hư tại bà. Mày dám nói bà vậy hả? Con xin lỗi. Nhưng mà sự thật mất lòng mà nội. Mà nội nè, thằng Nam nó hút như vậy hoài, trước sau gì nó cũng bị sida thôi. Mày vừa phải phải thôi nghe ốc đẹp. Chưa gì cái mày trù cháu của bà bị sida là sao? Con không có trù. Nó là tương lai hiển hiện vậy rồi. Đó, con bà Bảy Kèo cùng hội với thằng Nam đó. Bị sida rồi, bác sĩ bó tay rồi, giờ đang nằm chờ chết nó. Ừ, con nói cũng phải. Con nói có sai đâu. Nhưng mà bắt nó cai nghiện rồi nó cũng trốn ra hà. Biết làm sao bây giờ? Đời thằng Nam là coi như bỏ đi rồi nội ơi. Bây giờ vậy đi. Sao? Nội phải lo cho thế hệ tương lai của nội. Ý con là sao? Đang lúc này nó chưa bị sida, bà phải kiếm vợ cho nó, để mà lấy giống sinh đứa cháu. Chứ nó bị sida chết rồi là coi như đời bà nội tàn luôn. Trơ trọi con mình hả? Cháu chết chắc không có, đúng không? Con nói cũng đúng. Thì đó, con nói gì sai đâu. Bà nội chỉ có mình nó là cháu thôi. Bây giờ nó nghiện như vậy, rồi liệu ai mà chịu cưới nó? Cái này bà nội yên tâm, cứ để Út Đẹp kiếm cháu dâu thảo cho bà nội nhé. Có gì không chị?
Trời ơi, chạy vô lò kiếm em mà không thấy, biết ngay là mày ở ngoài này mà. Mà chị kiếm em chi vậy? Con này láng không? Lâu rồi không gặp em thì nhớ tới thăm chứ sao. Chị cũng hỏi nữa. Chà, càng ngày thấy mày càng đẹp ra đó nha. Sao sao, có người yêu chưa? Dạ chưa chị ơi. Vậy hả? Dạ. Không được đâu nghe. Cô gái lớn rồi phải lấy chồng đi, không thôi là ế luôn đó. Ê ê, để chị làm mai cho nha. Hả? Thằng này hả, đẹp trai lắm, nhà lại giàu nữa. Đường cái là cha mẹ chết hết ráo rồi. Em mà lấy về hả, khỏi phải sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Vậy hả chị? Ủa, ai mà điều kiện tốt dữ vậy cô? Điều kiện tốt vậy chắc cũng lớn tuổi rồi ha. Đâu có, trẻ măng hà, mới có 23 tuổi à. Để chị làm mai cho. Xứng với em, xứng với mày lắm luôn đó. Nhưng mà nhà ở xa lắm không chị? Nhà chỉ có mình em à, em không có muốn lấy chồng xa đâu. Không, yên tâm đi, gần xịt, không có xa. Ai vậy ta? Sao tôi không biết? Ta nói xa tận chân trời, nhưng mà ở ngay trước mắt. Hai người biết ai không? Ai chị? Ai? Thằng Nam cháu bà nội. Hả? Ngạc nhiên chưa? Sao, chịu rồi phải không? Ê, thằng Nam con vậy mà được lắm nha mày. Chị vừa phải thôi nha. Ở cái xứ này, ai không biết anh Nam bị xì ke? Vậy là mai anh Nam cho em làm gì? Trời ơi, có cần phải la lớn vậy không? Ê, mà quan trọng là nhà bà nội có tiền. Em mà về làm dâu của bà nội hả, được ăn sung mặc sướng, tự nhiên trở thành mợ chủ của tiệm bánh bía ngon lành, không đã sao? Không thèm. Trời ơi, xấu mà chảnh. Cô Úc ơi, hôm rày tôi thấy cô đi tìm cũng mệt mỏi rồi đó. Cô từ bỏ ý định đó đi. Không có đứa nào điên mà dám đâm đầu quen với thằng Nam. Nó nổi danh xứ này rồi, bây giờ chỉ có nước á, đi tìm xứ khác. Rồi ém nhẹm ba cái chuyện nghiện hút đó lại, quả mai thì tìm được. Ờ ha. Vô đi. Dạ, ông chủ ăn cháo đi. Ừ. Ba, con nghe dì Bảy nói là sáng giờ bệnh tim của ba tái phát. Ba thấy sao rồi ba? Để con gọi bác sĩ tới kiểm tra cho ba nha. Không cần đâu, ba nghỉ rồi sáng giờ cũng đỡ rồi. À, thằng Vinh đâu? Nó đi chơi rồi ba. Cái thằng suốt ngày chỉ lo chơi bời. Còn con, sao rồi? Chia tay nhỏ đó chưa? Ba, con yêu Nguyệt mà. Ba cho tụi con cơ hội đi. Ba sẽ có cái nhìn khác về Nguyệt. Mày! Ba! Ba! Ba thấy sao rồi? Con xin lỗi, ba đừng giận. Con đi ra ngoài đi. Ba! Ba ra ngoài đi. Chừng nào có câu trả lời ba muốn nghe thì hãy vô gặp ba. Đi đi. Ba nhớ con cháu nha. Đi đi. Alo, tôi nghe nè. Đúng là bố mẹ của cô gái đó chết trong vụ cháy, thưa ông. Cậu nói thật chứ? Dạ. Đây con gái, con yêu mẹ nhất. Năm nào mẹ cũng làm sinh nhật cho con hết. Khéo nịnh à. Lúc này cày nha. Con thổi rồi con ước nghe không? Dạ. Rồi con cầu nguyện đi. Con cầu cái gì à? 16 năm nay con chỉ có một điều ước thôi,
là con được gặp lại Ánh Dương để có thể cùng ăn sinh nhật. Như ngày còn trong trại mồ côi, lúc sinh nhật Ánh Dương bắt cho con bướm bướm. Chị hai, đừng giận em nữa mà. Chị hai ơi, em bắt cái này cho chị hai nè. Cái gì vậy Nguyệt? Con bướm bướm đẹp quá à. Em bắt cho chị hai đó. Chị hai đừng giận em nữa nha. Ừ, chị không giận em nữa. Nhưng mai mốt em không được nói dối đó. Dạ. Từ nay về sau, em hứa em sẽ ngoan ngoãn, không có vu oan cho chị hai nữa. Nhưng chị hai phải thương em đó. Chị thương em nhất trên đời luôn. Tụi mình giống y chang nhau mà. Em là chị là em. Mình sẽ mãi là chị em bên nhau. Em cũng thương chị hai nữa. Chị hai nhìn hai con bướm bướm kìa. Tụi nó cứ bay vòng vòng bên nhau hoài à. Chắc tụi nó cũng là chị em như hai tụi mình vậy đó. Con nào là chị, con nào là em. Tụi nó giống nhau như mình vậy đó. Sao phân biệt được? Chắc tụi nó thương nhau, cho nên tụi nó bên nhau hoài đó. Giờ mình thả nó nha chị hai. Ờ. Cũng thành ra người hứa lèo nữa. Đã hứa là tìm tung tích của chị con, vậy mà 16 năm rồi không có tìm được. Con có trách mẹ đâu. Hạnh phúc lớn nhất của con là có Ánh Dương và có ba mẹ nữa. Thổi nến đi con. Dạ. Cắt bánh đi con. Dạ. Cắt bánh. Mẹ cắt chung với con. Nguyệt ơi. Ủa? Chào bác. Trời ơi. Anh Bảo. Để nó cho mẹ. Mẹ. Cậu dạ, kìa. Con chào bác. Cậu tới đây làm chi nữa? Dạ, hôm nay là sinh nhật của Nguyệt, con đến tặng quà cho Nguyệt ạ. Trời ơi, sao cậu lì vừa phải thôi nghe. Người ta nói rồi mà. Bác à, con thật lòng yêu Nguyệt mà bác. Nếu không á, con đâu có mặt dày đứng cả buổi tối ở xe hụi túi gõ cho người ta cười con đâu. Nguyệt à, em tha lỗi cho anh đi. Anh chỉ gạt em về hoàn cảnh gia đình của anh thôi. Những thứ còn lại anh đều thật lòng hết. Em có thể cảm nhận được mà Nguyệt. Em... Cho dù con Nguyệt nó bỏ qua cho cậu đi, còn ba cậu thì sao? Con sẽ thuyết phục ba con chấp nhận chuyện tình cảm của tụi con. Nguyệt à, em cho anh cơ hội đi. Con đừng có tin nó. Ba nó mà dọa cắt tài trợ một cái là nó bỏ con liền. Bác à, dì Nguyệt, con có thể tự lập. Nếu bác muốn, con sẽ về xin nghỉ việc ở công ty của ba con, ra ngoài xin việc khác làm. Đừng có xạo à nghe. Con sẽ chứng minh cho bác xem. Nguyệt à, em tin anh đi. Bảo. Ba. Con chào bác. Con á, đúng là bất hiếu. Vì bạn gái mà phản bội ba mình à. Ây, dạ dạ cảnh cho. Hôm bữa nói tôi là hủ tiếu gõ, bày đặt nó xiên nó xỏ, tại sao bên đây ló cái mỏ vô đây? Mẹ. Xê ra. Sao? Cậu hồi nãy nói hay lắm mà, phải không? Bây giờ cậu nói cho ba cậu nghe đi. Cậu nói là cậu yêu con gái tôi và cậu sẵn sàng bỏ nhà ra đi vì nó đi. Cậu nói đi. Ủa? Ba, con... Thôi, con khỏi nói. Ba biết con nói gì rồi. Việc gì á, con phải bỏ nhà đi. Ba đâu phải là người không biết lý lẽ. Con muốn yêu ai thì cứ yêu. Huống hồ chi á, Nguyệt đây á, là cô gái tốt. Ôi trời đất ơi, tôi có nghe lộn không vậy? Ủa, cậu có người cha sanh đâu vậy hả? Cái người cha già ó đâm hôm bữa đâu rồi? Dạ đây, tôi đây. Đây hả? Dạ. Dạ, đó chào đây. Dạ. Xin lỗi chị, tại bữa đó tôi nóng quá nên có nhiều lời không phải, chị bỏ qua cho. Xin chị với cháu Nguyệt đừng có giận lây thằng Bảo tội nghiệp nó. Nguyệt. Dạ. Thằng Bảo nó yêu con lắm đó.
con chấp nhận tình cảm của nó đi nha. Ba nói thiệt hả ba? Ừ. Nguyệt à, ba đồng ý rồi đó. Em tha lỗi cho anh nha. Ê, đừng có đụng nha. Nói đàng hoàng không có rờ à. Chắc là hai đứa tụi nó chờ ý chị đó. Chị nói một tiếng đi. Tôi thì sao cũng được hết trơn á. Nhưng nếu mà mấy người có ý định gạt gẫm con gái tôi á, thì cho dù là tổng giám đốc giàu có như thế nào á, thì tôi cũng chém gạt bà. Chị yên tâm đi, thằng Bảo con tôi nó tốt lắm. Khỏi quảng cáo, để chờ đó mà coi. Bác à, con sẽ không làm Nguyệt thất vọng đâu. Đúng rồi, tôi sẽ không làm chị Xuôi thất vọng đâu. Cái gì nữa? Ta nói rồi, nói thôi. Xin lỗi chị. Nhận qua đi con. Happy birthday em. Ngọc à, xuống đi ăn cơm con ơi. Ba mẹ đói lắm rồi. Dạ. Làm nhanh nhanh, cái gì mà lâu dữ vậy? Dạ. Đi ăn, con làm cái gì mà lâu dữ vậy? Chị hai bớt bệnh cho mẹ. Ai biết. Hay là con lên coi chị sao nha. Thôi 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 thôi, đừng có lên nữa. Đi ăn đi, nó bụng quá rồi. Cảm sốt thôi, chẳng khác nào như là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột. Cảm sốt thì vài ngày hết thôi à. Nè, không có được lên trên đó nghe. Có chừng dịch bệnh nó lây qua đó. Dạ. Cái con này bệnh cái kiểu gì mà từ hôm qua tới nay không hết nữa thôi. Làm đi ăn cơm tiệm tốn tiền muốn chết luôn rồi. Ăn vài bữa cơm tiệm thấm thía gì mấy trăm triệu. Chuyện qua rồi mà nhắc hoài. Thôi đi 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 đi, đói lắm rồi, đi đi đi. Rồi thôi đi. Hoài à. Dương ơi, Dương. Dương ơi. Dương. Alo. Dương hả? Anh Bách nè. Em có ở nhà không? Anh đang đứng trước cửa nhà em nè. Anh Bách mới tới hả? Tay của em bị làm sao vậy? Hôm trước mẹ đánh nên em còn hơi đau. Vậy mẹ nuôi của em đánh em hả? Chuyện bình thường mà anh. Thôi anh vô nhà đi. Anh Bách ngồi đi. Cha mẹ nuôi của em đối xử với em tệ lắm hả? Thì mình đâu phải là con ruột của họ đâu. Nè, xử lúc này làm sao rồi? Mai chở em đi kiểm tra đó nha. Bọn tin anh xong rồi kiểm tra. Anh có gì mà ám hay sao? Biểu chở em qua xưởng thì không chở. Làm gì có. Anh là anh lo cho em thôi. Em đang dưỡng thai, đụng tới ba cái sổ sách nhức đầu rồi ảnh hưởng tới con làm sao? Thôi, anh đừng có dẻo miệng. Tôi rành anh quá mà. 4-5 tháng nay tôi không có qua xưởng, thế nào cũng thuộc két một mớ rồi chứ gì. Trời. Mai chở tôi đi đi, đừng có nói nhiều. Ăn nhanh lên đi. Đó, thấy chưa? Anh đã nói là đang dưỡng thai mà, đừng có nóng. Nóng vậy nó ảnh hưởng. Rồi con sau này nó hung dữ lắm. Để anh la nó chồng. Nè, ăn lẹ lên mày, ngồi đó nhận dơi hoài. Ừ,
nhìn ra ngoài. Dạ. Dọn dẹp hết đi, đừng có cho nó ăn nữa. Con phải lo phụ rửa với chị Lài nghe chưa? Làm cho quen đi, lớn rồi. Còn con Lài nữa. Dạ. Tập cho em rửa chén nghe chưa? Dạ. Chỉ cho nó làm. Dạ. Mệt quá. Bé Dương giỏi quá hen. Ráng ngoan không thôi còn mở la đó. Dạ. Chồng bà thiếu tôi 600 triệu. Hả? Sao? Hôm nay tới thời hạn trả. Khi nào trả hả? Nếu không trả hả, tôi đốt nhà bà luôn á. Hả? Thời hạn là 3 ngày nữa. Nghe chưa? Dạ. Nếu không trả, tôi đốt cái xuống của bà luôn đó. Trời ơi, ông Hùng, ông Hùng, ông ra đây nhanh lên. Trời ơi, làm cái gì mà la hét dữ vậy? Ly nước trà còn chưa kịp uống nữa nè. Tôi hỏi ông nè. Gì? Ông làm cái gì mà ông thiếu nợ người ta 600 triệu? À, hả? Trời, sao bà biết? Mới nói chuyện đây nè. À, trời ơi. Tại vì tôi... Trời ơi, anh chết đi. Công tôi kiếm tiền cực khổ mà anh phá như vậy đó hả? À, thôi tôi biết lỗi rồi. Có chồng đọc tới cái thai á. Đọc tới cái thai giờ. Ừ. Tôi hả? Tôi tính gỡ gạt. Ai vậy? Tôi càng gỡ càng thua. À, 4-5 tháng nay em dưỡng thai đâu ai quản lý. Anh chơi càng hăng. Rồi thiếu nợ nhiều quá. À, bây giờ cái sữa mọc đó cũng tiêu rồi. Trời ơi, anh đúng là đồ khốn mà. Trời ơi, bây giờ tiền đâu mà trả nợ? Trời ơi, tiền đâu mà trả nợ đã không? Từ từ, nó rồi có chuyện động thai đó. Từ từ. Dạ, chào bác sĩ. Chào anh. Dạ, tôi sao rồi bác sĩ? Chị nhà bị động thai sanh non đó. Trời. Nhưng mà may mắn được cứu kịp thời. Dạ. Cho nên mẹ tròn con vui, chúc mừng anh nha. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ. Nè, Lai. Dạ. Mày đi về nhà, lấy đồ cho mợ đi. Thôi con không về đâu, rủi mấy tên giang hồ còn ở đó. Bây giờ mày có về không? Hay là mày muốn tao cho mày nghỉ việc hả? Cậu chủ thiếu nợ tùm lum, ngày nào cũng có nợ đòi, con sợ lắm. Con nghỉ việc, đi tìm giúp khác. Đúng là vui ông tay áo thiệt. Nè, bây giờ mày vô trong coi chừng bả. Tao đi về lấy quần áo, nghe chưa? Dạ. Ừ. Lẹ đi. Nếu đi con, nếu đi con. Tại cả khốn nạn của con, hại mẹ không có sữa cho con bú mà. Nhanh lên cô Dương. Sữa nè mẹ. Trời ơi, nói như vậy mà làm sao mà em uống? Muốn em phỏng lưỡi hả? Lăn cho nó nguội. Em trời ơi, em đừng có nóng. Em mới sanh non mà, đừng có nóng như vậy, bệnh hậu chết. Anh chết ra đâu mà bây giờ anh mới vô? Anh đi thương lượng để bán căn nhà nãy giờ, đặng cho nó được giá một chút. Tôi đuôi mù, tôi mới lấy anh làm chồng đó. Công sức cả chục năm nay bị anh phá nát trong vòng vài tháng à. Sao anh không chết quách cho rồi cho mẹ con tôi nhờ? Anh hại tôi sinh non, chút xíu nữa là mất con rồi. Bây giờ tôi không có nhà để ở nữa. Thôi mà, anh xin lỗi mà. Chuyện nó lỡ rồi. Ở dưới Sóc Trăng còn miếng đất của ba để lại. Bán cái nhà, trả hết nợ rồi còn lại chút đỉnh. Hay là mình về dưới rồi mình cất nhà làm lại từ đầu nghe em. Hả? Đúng số tôi là số khổ mà. Sinh được đứa con chưa kịp vui mừng, thì bây giờ lại phải trốn về quê. À trời, mình còn trẻ mà, lấy lại mấy hồi. Mà bây giờ mình không như trước rồi, em cũng nên tiết kiệm đi ha. Hay là mình qua phòng tập thể ở đi ha. Chứ ở như vậy
Một phòng một người tốn tiền lắm. Tôi không thích ở nhiều người. Bây giờ tới cái phòng ở cho mẹ con tôi mà ông cũng không lo được nữa hay sao? Được mà. Anh chỉ tiết kiệm cho em chút thôi mà. Sữa nè mẹ. Em à, giờ mình sa sút như vậy, đem theo nó lại còn phải lo thêm một miếng ăn, hay là mình trả nó về cô nhi viện đi. Trả cái gì mà trả? Tôi mới sinh xong, con lại nó nghỉ rồi. Còn ông á thì vụng về lười biếng. Có nó tôi nhờ lặt vặt cũng đỡ. Ừ, vậy thì tùy em ha. À, lấy tả của em đem đi giặt đi. Tại vì họ xấu thôi, chứ gia đình cha mẹ nuôi của anh họ tốt lắm. Vậy là anh Bách sướng rồi. Mà anh Bách sắp về thành phố hả? À, ngày mai anh phải về rồi. À, Dương nè. Dạ. Anh có quà muốn tặng em nè. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật hả? Ừ. Nè, hôm nay là sinh nhật của em mà em không nhớ sao? 16 năm nay có ai tổ chức đâu mà em nhớ. Mà sao anh Bách nhớ hay vậy? Ngày xưa cứ vào ngày này các mẹ tổ chức sinh nhật cho hai chị em của em. Dương à, em là mối tình đầu của anh, cho nên anh không thể nào mà quên được. Những ngày sống ở cô chi viện là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của em. Dương à, nếu như ba mẹ đối xử không tốt với em có thể bỏ đi mà. Em là cô Nhi, không thân không thích, trơ trọi với cuộc đời này thì em biết đi về đâu hả anh? Em đừng quên, bây giờ em còn có anh mà. Hay là em theo anh về thành phố đi, anh sẽ chăm sóc cho em, có được không? Để em suy nghĩ đó. Ngày mai anh sẽ về thành phố, nhưng bất cứ khi nào em cần, em cứ điện thoại cho anh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Quyết định vậy nha. Dạ. À, được rồi, cứ vậy đi. Người ta cũng bán bánh bía, mình cũng bán bánh bía. Mắc cái gì bu đen bu đỏ bển gì không biết, bực mình. Vậy đó, đứng lèm bèm vậy đó. Dễ hiểu quá mà. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Tại vì bánh mình không ngon bằng bánh người ta, cho nên bán ế, không ai mua. Ê, cái bà ế chồng kia, ai cho bà mà bà qua đây vậy hả? Nè tôi ế kệ tôi nha. Mắc cười không? Tôi đang đi trên đường, tôi đâu có đứng trên đất nhà ông đâu. Mà nói hả? Anh Sáu ơi, anh Sáu. Dạ. Yeah. Nói nghe nè, lấy cho tôi cây bánh bía loại đặc biệt coi. Có liền, lấy bánh mới cho chị nha. Ừ. Chị Liên, chị chơi kỳ ngang. Mới tháng trước nhà tôi đặt chị hả bộ xà lông mấy chục triệu. Nhà tôi ủng hộ chị như vậy mà chị không mua bánh nhà tôi, đi qua đây mua con cha này vậy? Ờ thì tại vì chị tiện đường, sẵn thì chị ghé chị mua luôn. Em đừng có giận chị nghe. Nhớ đó, lần sau nhớ ủng hộ lò nhà em ừ, nha. Ừ, biết rồi. Ừ. Ờ nè, Út đẹp hả? Nè, chị nghe nói bộ nhà em định cưới vợ cho thằng Nam hả? Ờ, mà chị coi đó, thiên hạ bây giờ người ta chê tiền hết ráo rồi. Nhà bà nội giàu có như vậy đó mà không ai chịu hết à? Vậy à? Cái đó người ta gọi là thông minh đó. Ôm một cục tiền rồi rước bệnh sida cũng vậy à. Nè, không có liên quan gì tới ông, đừng nhiều chuyện nghe. Ngộ không? Tôi đứng ở tiệm với tôi, nghe chuyện mắc cười, lên tiếng vậy thôi. Bánh nè chị Liên, chỗ quen biết tôi lấy chị 35.000 thôi. Tôi không mua nữa đâu. Xong. Trời đất ơi, có gì đâu không hiểu. Chê bánh ông dở nên người ta không mua nữa thôi, phải không chị? Bánh tôi thơm ngon đàng hoàng, không tin chị thử liền một cái đi. Nếu ăn không ngon chị quăng trên đầu tôi.
Trời, không phải. Tại vì tôi không muốn mít lòng mà bên xui gia tương lai, cho nên không có mua bánh của anh được. Không gia tương lai, ai vậy? Bà Mỹ Anh chứ ai. Trời trời, con Dương nhà chị đẹp người đẹp nết lắm, xứng đôi với thằng Nam lắm đó em. Em biết mà, nhưng mà nhà chị giàu vậy, đâu có ham tiền đâu, cho nên em đâu có hỏi. Trời đất ơi, tình cảm là chính, tiền bạc gì. Chị muốn nói chuyện với bà nội thằng Nam. Vậy hả? Bây giờ mình đi. Ê nè. Nè, làm gì vậy? Gì vậy? Bây giờ không mua bánh phải không? Bây giờ cái chỗ của tôi mua bán, chứ không phải cái chỗ hai người tới đây tâm sự loài chim biển, tính nói cho tới chiều luôn phải không? À, cha này không mua bánh này không đứng đây nói chuyện được hả? Không. Trời đất ơi, có vụ này nữa hả? Nè. Vậy thôi, đi. Thôi nhát hả? Đi. Thôi, mình đi liền đi, để em đốt phong long rồi chết quá. Sáng sớm gặp cái thứ gì không? Hồi đó giờ mới thấy. Ham tiền đẩy con mình vô căn bệnh thế kỷ. Ủa gì vậy tía? Má con Ngọc á, đòi gả con Dương cho thằng Nam. Con coi đó, hết đứa gả hay sao gả cho thằng Nam. Tía, con thấy anh Nam cũng được mà, đẹp trai nè, mà ga lăng nữa. Hôm bữa cứu con đó tía nhớ không? Thôi, làm ơn tỉnh lại giùm tía đi con. Nó nghiện xì ke đó, nó chích tối ngày, bị sida không mấy hồi đâu. Cái bà đó đúng mê tiền, không biết lo tương lai cho con. Nhưng mà bác đó đâu có thương chị Dương đâu. Chị Dương là con nuôi à. Ủa sao con biết? Thì con Ngọc nói cho con biết. Ở nhà hai bác đó la chị Dương hoài luôn á. Hèn chi. Còn mệt xong chủ lại xuống đây. Tôi xuống á, coi con Nguyệt tới chưa. Dạ chưa ông à. Ông thiệt á, là quý con Nguyệt đó nha. Cái gì vậy, cũng có duyên số hết á. Trời hơi lạnh. Dạ. Chị lấy giùm tôi áo khoác. Dạ. Chào ba. Ngồi đi cháu. Qua ngồi đi. Dạ. Dạ, con nghe anh Bảo nói sức khỏe của bác mấy bữa nay không được tốt, nên con có chút quà gửi bác. Tới chơi được rồi. Bài đặt quà cáp chi con. Bệnh tim của bác á, lâu lâu á nó trở nặng vậy mà. Ba, bác sĩ đề nghị ba phẫu thuật. Ba nghe lời bác sĩ đi ba. Ba chỉ sợ phẫu thuật có gì sơ suất thì tâm nguyện của ba chưa được thực hiện. Bây giờ y học tiên tiến lắm, bác sĩ tay nghề giỏi lắm, ba yên tâm đi. Thôi, để khi nào không còn chịu đựng được nữa thì ba sẽ phẫu thuật. Quyết nè. Dạ. Con vẫn làm ở siêu thị hả? Công việc chắc vất vả lắm hả con? Dạ, cũng không vất vả gì mấy à. Hay là con vô công ty của bác á, học thêm vi tính rồi làm văn phòng, công việc nó nhẹ nhàng hơn. Dạ thôi, con không dám. Sao vậy? Trước sau gì á, con với Bảo cũng kết hôn mà, có gì đâu mà con ngại. Tới rồi hả ba? Wow, you are pretty. Nice to meet you. Dạ. Wow, tay mềm thiệt. Thiệt tình. À, ba, hèn chi đứa con ngoan của ba dám cãi lời của ba. Nguyệt, đây là Vinh, em trai của anh. Dạ. Nè. Ui dạ, mà bữa nay sao quan dữ vậy? Giờ này còn ở nhà. Ba, con phải ở nhà để coi mặt chị dâu tương lai của con là ai, nét đẹp như thế nào mà làm cho ba xóa bỏ đi cái tư tưởng phong kiến của ba. Hả? Thằng đúng là dễ thương thiệt ba. Dạ, áo của ông chủ à. Cảm ơn. Trời, cái áo gì mà mùi khét ngạt vậy ba? Hả? À, chết rồi. Cháy. Hả? Cháy.
Lại. Trời ơi. Lửa. Bà sao vậy? Tôi ghét lắm trời. Bà sao vậy bà? Trời ơi. Sao vậy? Bà. Bà sao vậy bà? Bà. 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 Vậy cho con về nghe. Rồi bác. Vậy nha bác. Mọi chuyện bác cứ yên tâm. Coi như mình bỏ cái lễ hỏi đi. Mình lo cưới càng sớm càng tốt nghe con. Dạ. Vậy bác cứ lựa ngày đi. Rồi có gì mình cưới luôn. Để bác coi cái ngày nào tốt ha. Dạ. Rồi tới cái hôm mà coi mắt á. Dạ. Rồi bác báo luôn ngày cưới nghe. Dạ. Thôi thưa bác con về. Chị về nha Út đẹp. Dạ chị về. Chị về nha. Tình cảm mà đòi 500 triệu tiền sính lễ. Cái này ném về bà bán con chứ cưới gả gì nội. Thôi sao cũng được hết á. Con bé Dương nó xinh đẹp, nó hiền lành, gia đình nó cũng đàng hoàng giàu có. Nó mà chịu cưới cái thằng Nam á hả, mình cũng nở mặt mũi chứ con. Ê, bởi vậy ta nói mấy đời mẹ nuôi mà nuôi con chồng. Mày nói cái gì vậy? À, mẹ nuôi là mẹ ghẻ đó. Ta nói mấy đời mẹ ghẻ mà nuôi con chồng. Con nói cái bà này nè, bà là mẹ nuôi. Ủa, vậy con Dương là con nuôi hả? Đúng rồi. Trời ơi, bà giấu kỹ lắm nha. Mà sao qua mắt được con? Còn nghe mấy thằng thợ trong lò nó nói hết rồi. Cho nên bà mới chịu gả anh Dương cho thằng Nam nhà mình. Chứ có ai mà thèm lấy thằng Nam đâu. Mày nói gì vậy? Tình trạng của bác giờ đã ổn, nhưng bệnh tim ngày càng nặng hơn. Nếu không tiến hành phẫu thuật, khi có một cơn đau tim bất chợt, tôi e rằng sẽ không may mắn như hôm nay. Các anh nên khuyên bác tiến hành phẫu thuật đi. Dạ, chúng tôi sẽ khuyên bác. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Ba. Ba thấy trong người sao rồi ba? Ba thấy đỡ hơn rồi. Bác sĩ đã nói rồi kìa, ba phải phẫu thuật đó. Chứ ba để như vậy không có ổn đâu. Đúng đó ba, ba phẫu thuật đi, sẽ không sao đâu ba. Được rồi, ba sẽ phẫu thuật. Nhưng trước khi ba lên bàn mổ, ba muốn con với con Nguyệt cưới nhau. Bác, con... Ba, chuyện này có nhanh quá không ba? Đúng là quá nhanh rồi còn gì nữa ba. Hai anh chị mới quen nhau có mấy tháng à, cưới gì? Thường á là người ta phải quen nhau thời gian dài, tìm hiểu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân, đúng không? Mới quen thôi hiểu gì chưa? Quen lâu hay mau á không quan trọng. Miễn là hai đứa yêu thương nhau thật lòng là được rồi. Đây là tâm nguyện của ba. Ba muốn chứng kiến hai đứa cưới nhau. Nguyệt. Dạ. Con đồng ý nha. Dạ. Nguyệt, em đồng ý làm vợ anh nha. Như vậy là được rồi. Ba đang bệnh, không tới gặp mẹ của Nguyệt được. Con thay ba tới gặp mặt mẹ của Nguyệt để bàn đám cưới nha. Dạ, con biết rồi ba. Thôi, ba nằm nghỉ đi. Ba làm gì mà giờ này mới về vậy? Tôi ở xưởng, tôi kiểm kê sổ sách, chứ đâu có rảnh giống như ông vậy đâu. Tôi biết là bà cực khổ rồi. Nè, uống nước đi. Cũng nhờ cái vụ gỗ lậu của ông á mà nhiều khách hàng á, người ta quỷ hết hợp đồng rồi đó. Chuyện đó bà nhắc hoài, mà mắc mớ gì quỷ? Thì tin đồn rụng ra chứ làm sao. Người ta nghe thì người ta ngại. Có người còn dèm pha đó. Người ta nói mình làm ba cái bàn ghế này toàn là gỗ dởm không đó. Đúng là tụi cạnh tranh, mượn gió bẻ măng. Kiểu này á, tôi phải treo cái tấm bảng lên là giảm giá thôi. Chứ hàng còn tồn quá trời nhiều mà. Dạ, con nghe nè bác. Dạ, 15 tháng sau nghe bác. Đợi 6 tháng nữa nó lâu lắm. Bây giờ dịch vụ nhiều á, mình kêu một cái là người ta làm liền ha. Bác à, hay là ngày mai á,
bên nhà trai á cứ qua coi mắt đi, rồi sẵn vậy á mình làm cái lễ luôn. Trời, dạ bác ơi, chỉ cần hai bên gia đình mình gặp mặt nhau, thêm một người chủ hôn nữa là được rồi. Nhưng mà sớm sớm nha bác, để tụi nó còn phải đi chọn rồi sắm đồ cưới, rồi còn chụp hình rồi đủ thứ nữa đó bác. Dạ, vậy nha bác. Dạ, ngày mai á bên con sẽ chờ nhà trai qua nha bác. Dạ. Dạ, 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 dạ. Nè, ai mời đám cưới hay gì vậy? Đám cưới con Dương. Ơ, sao tự nhiên cưới gã gì ở đây vậy? Tôi đang định á, về tới nhà là tôi sẽ kể cho ông nghe nè. Hồi sáng này á, tôi đi gặp bà chủ lò bánh bía Mỹ Anh. Bà đang cần một đứa cháu dâu. Tôi đòi xính lễ là 500 triệu. Vậy mà bà đồng ý luôn không? Trời. Tôi nói rồi, nuôi nó bao nhiêu năm, được mối ngon thì mình phải hốt chứ. Để có ngày nó đi theo trai thì mình mất cả chì lẫn chài sao? Nhưng mà bà Mỹ Anh hình như là có thằng cháu, nó tên là thằng Nam Xì Ke đó. Trời ơi, sao mà cứ rộng miệng quá vậy? Cái thằng đó nó nổi tiếng vùng này ai mà không biết đâu mà bà giấu. Biết là như vậy, nhưng chưa chắc là con Dương nó biết. Nó suốt ngày cứ ở nhà rồi tới xưởng gỗ, có chơi với ai đâu. Mà nó biết, chừng nào nó biết thì há hay. Làm ơn nói nhỏ nhỏ giùm tôi cái nha. Bởi vậy người ta nói lòng đàn bà dạ như con nít, lầm chết đi được. Ông nói tôi làm ai vậy? Con Dương. Con Dương nó làm sao? Không sao. Thôi bà kể tiếp đi. Ông đó, ông hiểu rồi gì? Cái thằng như vậy á mới có giá là 500 triệu. Ông tưởng người ta điên hay sao mà người ta chấp nhận xính lễ nhiêu đó. Ngày mai á người ta sẽ qua coi mắt. 15 tháng sau là cưới liền đó. Trời trời, làm gì gấp gáp vậy? Người ta đi coi ngày. 15 tháng sau á là ngày tốt. Còn không á thì phải đợi tới 15 tháng chạp. Từ đây tới đó tới 6 tháng lận đó. Hốt thì phải hốt liền tay đi, tiền vô túi cho chắc ăn. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Bây giờ có dịch vụ người ta lo hết trơn rồi, có gì đâu mình phải lo. Cũng được. Có 500 triệu rồi thêm được tiền mừng cưới nữa. Cũng bộn ha. Dương ơi, lên mẹ nói chuyện chút con. Dạ. Dạ mẹ. Con ngồi đây đi, con ngồi đây đi. Dạ có chuyện gì vậy mẹ? Ngày mai á có người tới dặm hỏi con, mẹ đồng ý gả con cho người ta rồi đó. 15 tháng sau á sẽ làm đám cưới nha con. Mẹ nói gì? Mẹ gả con hả? Mày cũng lớn rồi, không gả rồi không lẽ suốt ngày tao phải canh chừng cái trái bom rồi không biết nó nổ lúc nào tao banh xác sao? Tuy là hơi gấp nhưng mà gia đình người ta là gia đình đàng hoàng nghe không con? Nè, con có nghe danh tiếng của lò bánh bía Mỹ Anh không? Dạ có, đó là lò bánh nổi tiếng nhất vùng này á. Đúng vậy đó, mẹ gả con á cho cháu nội của bà Mỹ Anh đó. Thằng này nó đẹp trai lắm, mà là cháu đích tôn nữa. Sau này về á con tha hồ mà làm mợ chủ. Ba mẹ lựa lắm đó mới được chỗ này cho con nó nghe. Thôi con, bây giờ con lên con ngủ sớm đi, để ngày mai nhà trai người ta tới đây người ta coi mắt con. Nghe không? Dạ thôi, để con dọn cơm ba mẹ ăn nha. Thôi để đó mẹ tự dọn mẹ ăn được rồi. Thấy không? Con đi ngủ đi, thức khuya mắt thâm quần xấu lắm. Thấy không? Mắt cong nhà trai người ta chê. Đi đi ngủ đi con. Dạ. Giỏi mẹ thương ha. Dạ. Nói vậy mai mình có phải chuẩn bị gì không? Trời, thì trà nước bánh trái thôi, chủ yếu là hai bên gặp mặt nhau. Họ mà tốt tìm cho mình một người chồng giàu có sao? Nhưng mà lò bánh Mỹ Anh nổi tiếng là giàu có. Thôi cứ đợi ngày mai coi sao. Nghe thấy không? Con nói rồi mà.
bà sẽ đòi cưới tháng sau. Cưới liền thì bà sẽ có tiền liền. Nè, nói nghe con dặn nghe, chừng nào cô dâu về nhà mình rồi hãy đưa tiền nha, không là bà lật lọng đó, không có đòi được đâu. Nội biết rồi. Vậy đi, đợi rước dâu về á thì bà mới đưa tiền xính lễ. Dạ. Còn ngày mai hả là mình chỉ có trà rượu thôi. Dạ. Mà không biết thằng Nam nó có chịu không nữa. Bà nội cứ để đó cho con sẽ thuyết phục nó ha. Kìa, nó về kìa nội. Nam, nè, em ngồi xuống đây. Nội có chuyện quan trọng muốn bàn với em kìa. Ủa, mấy chuyện quan trọng thì em biết chi, mấy chuyện quan trọng chị với bà nội bạn đi. Giờ em đi ngủ. Ê, à nè, vậy là ngày mai em đồng ý đi hỏi vợ rồi đúng không? Ủa chị nói gì kỳ vậy? Nói bà nội đã tìm được cho con người vợ đẹp người đẹp nết. Ủa nội, con nói với nội là con muốn lấy vợ hồi nào? Chứ mày chơi bời suốt ngày, không lấy vợ rồi ai chăm sóc nội? Rồi chị bỏ đi đâu? Ủa mắc cười không, chị chỉ là cháu nuôi thôi, đâu có bằng cháu ruột đâu. Thôi mệt quá. Đã nói là con không có muốn lấy vợ, lấy vợ về làm gì? Con cần thuốc chứ không cần vợ. Mệt quá, đi ngủ đi. Nội đi ngủ đi. Cái thằng này. Nội đi ngủ đi. Để nó cho con. Đi. À, em ngồi đó. Ngồi xuống. Em ở nhà đúng là đồ bất hiếu mà, làm cho nội buồn thấy không? Làm gì mà buồn? Thì cái chuyện em không chịu lấy vợ đó. Chị nói thiệt nha, chưa thấy ai khổ như bà nội á. Một mình nuôi em khôn lớn, tuổi già không được nhờ cậy gì hết á, đã vậy còn bị mày lấy tiền hút chích hoài nữa. Bây giờ chỉ còn hy vọng duy nhất á là em cưới vợ về, xin cho bà đứa cháu để bà hữu hỷ. Vậy mà làm cũng không được nữa vậy Nam. Thì tội nghiệp bà quá đi. Mai mốt mà em bị sida chết á, bà ở chè queo của con mình, bệnh tật không ai chăm sóc hết. Bà nói vậy là sao hả bà Út? Bà trù tôi chết hả? Trù làm gì? Chị chỉ nói tương lai thế nào cũng xảy ra thôi. Nam, làm ơn bỏ thuốc đi Nam. Hả? Bỏ thuốc hả? Ờ. Thà giết chết tôi đi cho rồi đi. Bây giờ có ai đòi giết mày đâu. Cho mày vô trại mày cũng bỏ trốn ra. Bà bó tay với mày luôn rồi. Bây giờ chỉ muốn mày cưới vợ thôi hả? Nam, cưới vợ về đi, mày vẫn cứ hút. Hả? Chị quên nói cho mày nghe, con bé này nó hiền lắm. Nó nhất định không có dám cãi lời em đâu. Mày có mất mát gì đâu. Bây giờ em chỉ cưới vợ về là bà nội vui thôi. Hả? Hiếu thảo lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đi cưng. Nãy giờ mới nói gì? Cưới về vẫn được hút hả? Ờ. Nhỏ đó hiền hả? Hiền lắm. Bảo đảm nó không có dám làm gì em đâu. Cưới. Hả? Xong rồi đúng không? Ừ. Giờ tôi đi ngủ. Nè khoan. Nè, ngày mai 9 giờ là qua nhà gái rồi đó nha ông. Mà nè. Sáng dậy nhớ tắm rửa chải chuốt, làm ơn cho thơm tho giùm tôi một cái đi nha. Mày hôi rình đi qua bển người ta khi dễ đó. Có sao cứ để vậy, không có việc gì mà phải chải chuốt sửa sang làm gì hết á. Mà nhỏ nó có bị khùng mà nó mới cưới được xì ke về. Nó cưới tôi về là vì cái lò bánh bía. Nó cưới lò bánh bía để làm gì tới ông nội đó hả? Vậy chứ nó cưới tôi chị. Mệt quá, đi ngủ à. Để tôi mà ngồi nói chuyện chút xíu nữa là tôi ngủ trễ là sáng mai tôi khỏi đi à. Thôi đi ngủ đi ba. Mệt quá. Cái thằng này sao cái mặt càng ngày càng khó ưa. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay đoàn thanh kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn tỉnh. Dạ con chào bác. Qua kiểm tra tại các cơ sở sản xuất bánh sao trên địa bàn thành phố. Con qua bên nhà rồi ông già có làm khó dễ gì không? Dạ không có mẹ. Chỉ có điều là ba con không muốn tụi con hẹn hò nữa. Trời ơi thấy chưa, cái ông già đó đúng là ó đâm mà. Mẹ nói rồi, ổng đâu có tốt dữ vậy, lật lọng không à. Mẹ, không phải vậy đâu. Bác muốn tụi con cưới nhau. Cái gì? Đám cưới hả? Dạ. Trời ơi cái ông này, ổng làm cái gì còn nhanh hơn đại bác nữa à. Mới hồi tuần rồi còn phản đối,
Cái rồi tuần này chấp nhận cho quen nhau, rồi cái tuần sau đám cưới luôn vậy đó hả? Dạ, ba con đang bệnh nặng, cần phải phẫu thuật tim. Ba con sợ là phẫu thuật xảy ra bất trắc, cho nên muốn tụi con cưới nhau trước khi ba con mổ. Vậy đó hả? Nhưng mà mổ thì mổ, mà hai đứa mới quen nhau chưa có bao lâu, giờ cưới gấp quá rồi, mẹ thấy sợ không có được. Dạ, tôi tụi con quen nhau mới hơn 3 tháng, nhưng mà con thương Nguyệt thật lòng. Con xin hứa, suốt đời này con sẽ chăm sóc bảo vệ cho Nguyệt. Mẹ, mẹ đồng ý nha mẹ. Trời trời, cậu còn nhanh hơn ba cậu nữa, chưa gì kêu bằng mẹ rồi. Mẹ, mẹ đồng ý nha mẹ. Đúng là con gái lớn rồi á, thì không thể cản được mà. Nhưng mà nè, gấp gì thì gấp, cũng phải đầy đủ lễ nghi cho tôi nghe chưa? Dạ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ khiến Nguyệt trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Ủa ba, anh rể tương lai có đẹp trai không ba? Cũng đẹp trai lắm nghe, nhưng mà thua ba. Ông tự tin quá ha. Trời ơi, vậy là ảnh xứng đôi với chị hai rồi. Ý, tới rồi kìa. Ý, tới rồi kìa ba. Tới rồi. Dạ ha. Dạ chị. Chào chú Tiến. Dạ. Dạ chào anh. Dạ mời anh. Mời. Dạ cảm ơn. Dạ bác vô đây, bác vô đây. Dạ, ngồi đi nội. Dạ. Dạ con chào ba. Vô đây ngồi với con. Nam, đi anh. Tú, cái thằng này. Vô đây. Dạ, để đây dạ. Cái thằng. Xin thưa anh chị, hôm nay tôi đại diện nhà trai, xin được cưới cháu Dương cho cháu Nam ạ. Dạ. Ê, đứng lên, ngồi cái gì mà ngồi, đi làm rể mà ngồi làm sao, đứng đi. Dạ, đây là trà rượu, dạ. Anh chị nhận cho. Dạ. Ý, cái anh này. Gì vậy con? Cái anh này, đúng rồi. Ba con Hà nói á, là anh hút xì ke đó mẹ. Con này, tầm 7, đi lên kêu chị hai xuống. Nhưng mà con nói thiệt mà. Trời đất ơi. Đi lên kêu chị hai xuống. Lẹ lên. Nhanh lên. Lẹ. Đi. Dạ. Xin mời bác. Dạ mời anh chị. Dạ mời anh chị. Dạ. Thằng Nam coi vậy chứ mà xứng đôi với con Dương nhà tôi lắm á nghe. Dạ nó đẹp trai mà anh. Anh nhìn kỹ coi. Nó mà mập chút xíu như em hả, nó đẹp hơn á. Dạ. Kìa, con Dương nó xuống rồi kìa. Dạ, con gái của tôi xuống rồi đó. Chào trời mẹ. Đất ơi, dạ, con Dương chị. Nó đẹp gì đâu đó nha. Chị, nó còn đẹp hơn chị nữa đó. Em cứ nói vậy hoài, hồi lúc chị còn trẻ, chị đẹp hơn con Dương nữa đó. Tại chị lớn tuổi vậy thôi. Mẹ giới thiệu nè con. Đây nè, đây là bà nội. Dạ, chào ba. Còn đây là chú Tiến, đại diện bên đàn trai. Dạ, chào chú. Còn đây là cô Út đẹp. Chị, cô gì mà cô, em chưa có chồng. Chị Út đẹp nha con. Trẻ. Dạ chào chị. Còn đây là anh Nam. Dạ, 15 tháng sau là ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi xin được phép cưới cháu Dương về làm vợ cháu Nam. Dạ. Không biết anh chị có đồng ý không? Dạ. Không được. Cái gì vậy? Mẹ, cái anh này hút ma túy mà mẹ. Trời ơi. Tay ảnh có mấy dấu kim nữa này. Kìa. Đó, con thấy nè, ảnh cứ ngồi gãi vậy nè. Kỳ ghê, ăn đồ bây giờ. Ngọc, em nói gì vậy? Chị, ba của con Hà nói ảnh hút xì ke đó. Nói bậy hoài nha, anh Nam làm gì mà có hút xì ke? Nó đâu có hút xì ke. Có. Nhỏ này nó đúng á. Đó, thấy chưa? Hút xì ke có gì xấu đâu phải giấu. Trời. Nè, nói trước nha, về làm vợ tôi là không được lèm bèm ba vụ hút chích của tôi á. Không là tôi lấy kim chích chích là đừng nói á. Nam, con anh nói cái gì kỳ cục vậy? Con nói trước vậy đó, để sau này khỏi bị sốc. Rồi xong, tiêu luôn. Chưa gì hết mà nó lộ diện rồi đó nội ơi.
Trời ơi, có gì đâu mà lộ. Con Dương con gái của tôi nó nghe lời tôi dữ lắm. Ủa vậy hả? Ờ đây nè. Dạ. Quyết định ngày cưới nghe chưa? Ừ. Bác, quyết định vậy nha bác. Quyết định tháng sau nha. Không có được đâu mẹ. Im chưa? Mày im chưa? Ăn đòn bây giờ. Chị hai, chị từ chối đi, đừng có lấy ảnh. À, nghe lời em gái từ chối đi. À, không biết là cháu Dương có đồng ý lấy thằng Nam không? Dạ không. Trời. Tình đầu đã tan nát. Cuộc sống hiện tại thì như thứ chùm gửi. Có còn sự lựa chọn nào nữa không? Dạ, con đồng ý. Đồng ý rồi. Vui rồi. Sau này cưới về con sẽ không đụng chạm tới sở thích của anh Nam đâu. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, con gái của tôi nó nghe lời tôi lắm. Dạ. Trời ơi, nó nghe lời mẹ nó giống như tôi vậy đó. Con Nguyệt giỏi ghê ha. Con gái bây giờ á, nhiều người không có giỏi chuyện bíp nút đâu. Con chỉ nấu vậy thôi à, chứ nêm nếm thì dở lắm, chứ không có ngon giống như dì nấu đâu. Mà con cắt bầu vậy được chưa dì? Ừ, cắt vậy là được rồi đó cô. Tôi á cũng hay cắt vậy mà. Có người á thì cắt làm tư. Dạ, ở nhà con cũng hay cắt sợi giống vậy lắm. Ô, chị Dâu Tương Lai. Chào chị. Chị mới qua chơi hả? Chào Vinh. Dạ. Dì Bảy, dì Bảy. Dạ. Con nghe ba kêu gì đó. Dạ, dạ. Dạ, lên đi. Chị hai. Trời, cái bà Bảy này bà lười biếng thiệt. Chị hai là khách mà bắt chị hai sát bầu. Trời ơi, không được. Không sao mà. Cái bàn tay này mà bắt sát bầu là không có được. Em làm gì vậy? Em có làm gì đâu. Em phụ chị hai sát bầu. Không cần đâu. Ừ, bậy hết sức chị hai ơi, con dao. Để thôi, em hốt cho. Chú Vinh, chú làm gì vậy? Chị hai, anh hai thì khô khan, suốt ngày chỉ biết lo công việc. Chị thích anh chỗ nào? Hay là vì anh là công tử con nhà giàu? Đây, tự giới thiệu nha. Em là thiếu gia con nhà giàu, giờ đẹp trai không thua anh hai, nhưng mà còn ga lăng nữa. Vinh à, chị không thích giỡn kiểu đó đâu nha. Chị sắp là chị dâu của em rồi đó. Em đàng hoàng một chút đi. Chị hai, em đàng hoàng có gì đâu. Thấy không, em đâu làm gì đâu. Chỉ là... Cậu Vinh. Gì vậy? Ông chủ không có kêu tôi gì đâu. Ai biết, thì tôi nghe tôi nói lại gì. Còn kêu thôi, xuống lại. Nè, lụm rác đi. Để đất bê bối lùm lá trường. Dọn dẹp luôn đi. Anh, có chuyện gì vậy? Chị hai thiệt tình, em chọc có chút xíu mà giận. Nè, làm đổ đồ lung tung. Em á, suốt ngày cứ cà rỡn à. Tánh nói vậy á, em đừng có giận nha. Không có gì đâu anh. Sorry chị hai nha. Thôi em đi chơi. Em đó, làm gì mà suốt ngày cứ đi chơi hoài vậy? Đi chơi là chuyện của em, vô tư đi. Thằng này. Nó chọc gì em vậy? Dạ, Vinh chỉ nói chơi vài câu thôi, không có gì đâu anh. Tánh nó lại vậy á, em đừng có để ý. Nếu không á, sau này em về sẽ mệt dài dài đó. Dạ. Ba mẹ, đừng có gả chị hai cho anh Nam mà. Con im chưa? Từ nãy giờ tao nhịn mày lắm đó nghe chưa? Còn nói thêm lần nữa, cho ăn đòn đó. Lên lầu học bài đi. Mẹ... Con nít mà biết cái gì. Ngọc, lên lầu học bài đi em. Để ba mẹ giận đó. Chị nữa. Đi đi.
Ba mẹ, còn một tháng nữa đám cưới rồi. Ba mẹ cho con tiền mua vải, may áo dài và quần áo đi. Quần áo con cũng cũ hết rồi, bây giờ phải may liền, chứ không thôi là không có kịp đâu. Ông, cái bà Mỹ Anh đúng là cáo già ông ha. Trời ơi, không đưa một đồng nào để mà cho con dâu nó đi sắm sửa. Thấy không? Có vài triệu chứ bao nhiêu. Thấm gì so với 500. Thôi, bà đưa tiền nó lẹ đi, cho nó đi may đồ, sợ không kịp đó. Để mẹ đưa tiền. Để coi cái còn nhiêu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nè, mẹ đưa con trước 3 triệu. 3 triệu này á, con mua vải con may áo dài ha. Rồi cái thêm ít quần áo gì đó. Rồi mà sắm sửa thêm vài gì đó để mang trong ngày cưới. Còn mà nếu mà đồ đạc gì mà còn thiếu thì sau này về bên gia đình chồng thì gia đình chồng con lo. Thấy không? Hơi sức nào mà mình phải lo, phải không con? Ha. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Thôi bây giờ con đi chợ nha. Đi đi con. Đi chợ đi. Dạ mẹ chưa đưa tiền chợ cho con. Trời, chưa đưa tiền chợ mà nó cũng nhớ nữa. 1, 2, 3, 30 ngàn. Ăn 4 người đủ không? Sao đủ mẹ? Đó. Thôi mua đi. Đi chợ nha con. Dạ đủ rồi mẹ. Thôi con vô lấy giỏ đi chợ nha mẹ. Đi đi. Nhớ mua đủ nha con, đừng có nhín đồng nào nha. Dạ. Ông đó, cái miệng tương tước hoài vậy. Trời ơi, nói mà nghe, nhà trai đưa 500 triệu á, tụi tính sao đây? Trời ơi, ông không nói thì có ai nói ông câm không? Hả? Con nhỏ này, mà vậy mà cũng được giá ghê chứ. Sao không được giá? Không phải giống như ông vậy đâu. Mà tôi nói nè, càng ít người biết thì càng tốt. Mắc công mà người ta bàn tán xôn xao nào là cái nhà mình là ham tiền. Cái vùng này hả, ta nói hả, nhiều chuyện lắm, ông có biết không? Vô đi. Ba. Ba ăn cháu đi ba. Ba thấy sao rồi? Ba khỏe nhiều rồi. Chuyện cưới xin của con tới đâu rồi? Dạ, mẹ Nguyệt nói 30 tháng này là ngày tốt. Mẹ đồng ý cho tụi con tổ chức làm đám cưới. Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa thôi à? Dạ, tụi con muốn làm đám cưới sớm để ba phẫu thuật sớm. Ba cố gắng giữ gìn sức khỏe, chờ ngày phẫu thuật nha ba. Ba biết rồi, con Nguyệt là đứa con gái tốt, sau này con cần phải yêu thương và chăm sóc nó nghe chưa? Dạ, con đã nguyện là sẽ yêu thương Nguyệt suốt đời ba. Nếu như ba có xảy ra chuyện gì thì hai đứa phải sống thật hạnh phúc. Ráng trông coi, dạy dỗ thằng Vinh giùm ba. Ba không sao đâu, ba sẽ khỏe mà. Lo chi xa vậy ba? Ba chỉ dặn hờ vậy thôi. Thằng Vinh đâu rồi? Ba không thấy mặt nó đâu hết. Nó đi công việc rồi ba. Cái thằng đó mà công việc gì? Đi chơi thì có. Từ từ rồi, nó sẽ bớt ham chơi thôi. Ba đừng có lo quá. Ba ăn cháo đi. Để nguội. Con xuống ăn cơm với Nguyệt đi. Dạ, vậy con xuống dưới nha. Ba đã ăn cho hết ha. Con đi. Ủa rồi ông Dương đâu rồi? Sao nó chưa cơm nước gì hết trơn vậy ông? Chưa về. Cơm nước cái gì? Ý trời, nó đi đâu mà đi mấy tiếng đồng hồ chưa về? Đâu ông điện cho nó coi. Hết tiền điện thoại rồi. Bà cho tôi 100. Nạp tiền đi. Mắc cười quá ha. Tiền cờ bạc bao nhiêu cũng có hết đó. Mà 100 ngàn tiền điện thoại nạp cạc không có.
Lúc này bà cắt tiền tôi hết trơn, có đưa tôi đồng nào đâu. Thôi mệt quá, để nó đi, tôi tự nạp cho. Mắc công đưa tiền đi cờ bạc chứ làm gì. Trời ơi, nó dám tắt máy luôn nè. Ông đi kiếm nó về cho tôi. Nó đừng có tưởng nó sắp lấy chồng mà nó nổi loạn với tôi hả? Trưa nắng muốn chết, bà bắt tôi đi kiếm nó. Giờ có đi không? Hả? Trời ơi, đi cờ bạc được mà đi kiếm nó về không được hay sao? Chuyện nhà không chịu lo hả? Đi nhanh lên. Từ từ tôi đi. Mày về đây, mày về đây thì mày chết chứ bà. Dì ba, dì có thấy con Dương nhà tôi đâu không? Trời ơi, tôi đi lòng vòng ở chợ mấy lần rồi mà không thấy nó đâu hết. Hình như lúc nãy tôi thấy nó bắt xe khách đi rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Dì ba. Dì ba. Cười cái gì mà cười. Tôi nói rồi, cái chuyện mà mai mốt tôi không có giúp được đâu á. Trời đất ơi, gặp ta cười xã giao thân thiện, chứ đâu phải nhờ chị mai mối đâu. Báo tin mừng cho chị nha, thằng Nam nhà em sắp cưới vợ rồi đó. Khỏi phải cần chị mai mối đâu. Cái gì? Ai mà can đảm có con gái mà gả cho nó vậy? Người ta là người làm ăn lương thiện, nhà giàu, có tầm nhìn xa trông rộng, chứ không phải như ông anh nhà chị đâu. Biết ai không? Ai? Nhà chị Liên Sưởng Mộc đó. Nè, nhà đó có hai đứa con gái đó, đứa lớn hay đứa nhỏ vậy? Đương nhiên là đứa lớn rồi, con nhỏ đó mới đẹp nhất nhà chứ bộ. Dương chứ ai. Nội mới bỏ rượu nha, tháng sau là cưới nè. Nè nè nè, tới đó nhớ đi phong bì dày dày nghe, đừng bỏ tiền lẻ nha bà. Không biết là có cái đám cưới đó không mà. Ê trời, nói gì kỳ vậy? Tôi thấy nó bỏ nhà đi rồi, nó lên xe khách đi rồi. Ông Hùng mới đi kiếm nó đó. Cái gì? Con nhỏ này không thân không thích, nó đi đâu được chứ? Tiền bạc cũng không có. Mỗi ngày bà đưa cho nó mấy chục ngàn đi chợ thôi mà. Nè, ông quên rồi hả? Tôi mới đưa cho nó 3 triệu đó, thêm 80 ngàn nữa là 3 triệu 080 ngàn. Hèn gì mà nó ngoan ngoãn vậy đó. Nó chịu cưới liền. Như vậy là nó có âm mưu trước rồi đó ông. Biết nó đi đâu mà kiếm ta. 500 triệu coi như xong rồi. Nè, không gì 500 triệu đó ha, tôi cũng phải đi kiếm nó về. Trời ơi, nuôi nó mười mấy năm trời, chẳng lẽ giờ chấp nhận cho nó đi một cách dễ dàng vậy hay sao? Chị Liên ơi, chị Liên ơi, con mẹ Út Hẹp tới rồi kìa. Qua đây. Gì vậy? Gì mà chạy dữ vậy? Con Dương nó bỏ trốn rồi phải không? Trời ơi, làm gì có. Nó có em. Chị đừng có xạo với tôi. Tôi mới gặp chị ba tức thì nè. Chị nói là con Dương nó leo lên xe đò, nó bỏ trốn mất tiêu rồi. Mà nè, nó trốn rồi thì quỷ đám cưới đi, để bên tôi mời khách khứa rồi không có cô dâu làm sao làm đám cưới. Bà nội mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa chứ. Mà thôi đi, em đừng có lo. Để đi rồi gia đình của chị sẽ tìm kiếm nó về hà. Nói nghe nè, cho 5 ngày ha. Chắc không đó? Chắc sao không chắc. Rồi thí dụ không có nó rồi sao? Thì không có thì chị bù đứa khác vô cho gia đình em chứ có sao đâu. Bù đứa khác? Ê trời, đừng nói Ngọc nha. Con nhỏ đó nhỏ xíu mà bù cái gì? Nghĩ sao mà tụi tôi dám cho Ngọc lấy thằng Nam hả? Nhưng mà thôi, nói tóm lại thì em cứ về đi. Về nói lại với bác Mỹ Anh là yên tâm nha. Gia đình chị sẽ tìm kiếm nó về liền, thấy không? Thôi được rồi, 5 ngày là 5 ngày thôi đó nha. Không có hơn nữa đâu. Tôi về tôi nói với bà nội nè. Tôi về à. Bà gan quá. Giờ biết kiếm nó ở đâu mà dám hứa 5 ngày. Trời ơi, thì giờ quản giờ nào được thì biết giờ đó thôi chứ giờ biết làm sao. Biết đâu nó hết tiền thì nó cũng mò đầu về hà. Nó có còn ai thân thích ngoài nhà mình nữa đâu. Ý mà ông ơi, tôi nhớ rồi, nó còn một đứa em sinh đôi nữa đó không?
chắc là nó lên thành phố nó tìm con đó rồi đó. Ừ, cũng có thể lắm. Ừ, nhưng mà bà biết thành phố nó lớn cỡ nào không? Tìm một người đâu có dễ. Thì ông cứ đi tìm thử đi, mai lên thành phố đi. Gì tôi? Lẽ tôi? Anh hai, dắt chị dâu về thăm ba hả? Dạ. Trời, sao dạ với em? Em với chị bằng tuổi mà. Nếu mà không phải chị dâu á, gọi anh còn được đó. Em đó, đừng có tối ngày càng trởn chọc nguyệt nữa. Lên thăm ba kìa, mấy ngày rồi ba chưa gặp em đó. Đúng rồi đó, em cũng đâu gặp ba đâu. Về khuya quá, sợ làm phiền ba. Ê, chị hai, làm gì mặt chầm vòng vậy? Em nói chơi thôi. Xin lỗi nha. Giờ lên thăm ba. Mình đi ăn em. Dạ. Không ngờ Sài Gòn đẹp quá anh ha. Còn nhiều chỗ vui lắm. Từ từ anh sẽ dẫn em đi. Em cảm ơn anh Bách nhiều nha. Nè, cảm ơn anh hoài vậy. Mình là anh em với nhau mà. Em cảm ơn anh thiệt mà. Cũng nhờ anh Bách mà em có can đảm rời khỏi căn nhà đó. Chứ rất nhiều lần em muốn bỏ đi để tìm Ánh Nguyệt, mà sợ đủ điều rồi thôi không đi nữa. Dương à, em phải bản lĩnh hơn chứ. Cuộc sống của mình, mình phải tự quyết định, đừng phụ thuộc vào bất cứ người nào hết. Ừ, vậy thì em sẽ cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Anh luôn ủng hộ em. Nhìn thấy ai giống y hệt em à? Có khi nào là anh Nguyệt không? Em thấy ở đâu vậy? Ở trên xe, nhưng mà đi mất rồi. Nè, em đừng có buồn nữa. Anh sẽ đăng tin tìm anh Nguyệt giúp cho em. Nếu như anh Nguyệt còn ở Sài Gòn, chắc chắn mình sẽ tìm ra được nha. Dạ. Làm vợ anh nha. Sao tự nhiên anh lại hỏi em vậy? Ngày trước chỉ là hỏi vội vàng trong bệnh viện theo ý của ba, còn bây giờ là anh cầu hôn em. Em đồng ý nha. Vậy để em suy nghĩ nha. Còn đây là sính lễ cầu hôn vợ tương lai của anh. Em có thích không? Đẹp quá. Để anh đeo cho em nha. Như vậy là em đồng ý rồi đó nha. Em nói là em còn suy nghĩ mà. Nhưng mà em đã đeo vào tay rồi. Vậy là đồng ý rồi còn gì. Anh sẽ cùng em nắm tay đi hết suốt cuộc đời này. Thiệt không đó? Nếu như có một ngày anh buông tay em thì sao? Sẽ không. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Trừ khi em không muốn giữ tay anh thôi. Tay anh cũng khá êm, không có cứng lắm. Nắm cũng khá thoải mái, nên là em tạm chấp nhận đó. Anh cảm ơn bà xã. Em vô nhà đi.
ơi, nhà anh đẹp quá. Nhà này anh ở từ khi về sống với ba mẹ nuôi của anh hết. Vậy ba mẹ nuôi anh đâu? Nghĩ tới nghĩ lui thấy cái số của anh cũng ngộ thiệt. Anh sống với ba mẹ ruột của anh được vài năm thì ba mẹ ruột của anh lại mất. Sau đó anh vô cô nhi viện rồi gặp tụi em đó. Sau khi tụi em đi thì anh được ba mẹ nuôi của anh đón về, và anh cũng sống được với ba mẹ nuôi của anh cũng được vài năm, rồi ba mẹ nuôi của anh cũng lại mất. Em nghe máy đi. Dạ, số máy lạ, em không có biết ai hết á. Chắc là em không bắt máy nên là lấy số khác gọi cho em. Thôi vậy nè, ngày mai anh sẽ mua cho em một cái sim khác. Em bỏ cái sim này đi, để mất công phải lại làm phiền em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Em cảm ơn anh về đồ mới nha. Có gì đâu mà em cảm ơn hoài à. Nè, ngồi nghỉ chút đi. Anh lên lầu á, sửa soạn rồi dọn phòng cho em, để cho em nghỉ sớm. Đi đường cả ngày rồi chắc là em cũng mệt lắm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Người đó có phải là chị hai không? Quán này nè. Tới rồi hả? Mình vô đi anh. Bỏ đại đó đi. Hứng xẹo, hồi nãy tao điện thoại cho mày rồi đó. Biết rồi, có chuyện gì? Tao tìm mối cho mày đây nè. Giới thiệu cho anh, đây là chuyên gia tìm người đó nha. Ông tìm ai? Con gái tôi. Con gái ông có bị khùng không? Nó bỏ nhà đi thôi. Tôi đang tìm bắt nó về. Mấy ông ở trong giang hồ chắc là đi nhiều nơi lắm hả? Thấy nó điện cho tôi liền, tôi sẽ hậu tạ. Hai đứa ông tìm đứa nào? Cái con bận áo caro á. Vậy ông hậu tạ được bao nhiêu? Cái đó thì phải chờ bắt được nó về đi rồi tính. Nói cho ông biết, tôi em út rất là nhiều. Chỉ cần nó ở trong thành phố này, tôi sẽ tìm nó ra. Nhưng mà giá cả sao? Nếu tìm được nó, tôi sẽ trả cho ông 10 triệu. 10 triệu của ông lớn quá ha. Ông biết thành phố này biết bao nhiêu quận, bao nhiêu phường, bao nhiêu con hẻm. Tôi phải rải biết bao nhiêu tai mắt. Thôi giờ vậy, gấp 5 lần. Gì? 5 lần? Là 50 triệu đó hả? 50 triệu đổi đứa gái là quá rẻ rồi. Tìm được người tôi mới lấy tiền. Sao? 500 triệu, tính ra mình cũng còn được 450. Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà phải tìm nhanh nha. Trong vòng 3 ngày thì giá 50 triệu. Sau 3 ngày cứ mỗi ngày trừ lại 5 triệu. Đồng ý thì làm. Được, ý kiến hay. Được rồi. Dư. Ủa anh? Anh cứ mua cơm nè. Em ăn cơm đi. Dạ. Để em dọn cho. Nè thôi khỏi, anh ăn xong rồi anh đi làm liền. Thì ít ra cũng phải để em lấy chén lấy đũa chứ. Đợi em nha. Đây, chén đũa tới đây. Anh Bách. Bộ công ty của anh ở gần đây hả? Anh làm cho tập đoàn Thiện Đức, cũng ở gần đây mà. Vậy chắc là lớn lắm phải không anh? Thiện Đức là một trong những tập đoàn xây dựng lớn của chú anh đó. Anh chỉ là giám đốc bộ phận thôi. Anh Bách làm tới chức giám đốc lận hả? Trời ơi, vậy là lớn nhất công ty rồi còn gì nữa. Không phải. Tập đoàn lớn nhất á là chủ tịch, sau đó tới tổng giám đốc, sau đó tới phó tổng giám đốc, rồi sau đó mới là tới giám đốc các bộ phận, em hiểu không? Vậy hả? Em tưởng đâu giám đốc là chức lớn nhất rồi chứ. Thực ra anh chỉ làm công cho chú anh thôi. Anh Bách, em muốn tìm việc làm á.
Anh Bách có thể xin cho em vô công ty làm được không? Hồi đó em học tới lớp mấy? Em học tới lớp 12 à. Tại sao em không chịu học tiếp lên đại học đi? Tại ba mẹ nuôi không có cho em học đại học, bắt em làm ở xưởng gỗ á. À, thời buổi bây giờ người ta coi trọng bằng cấp lắm. Với lại xin việc rất là khó khăn. Em có muốn đi học tiếp không? Anh sẽ lo cho em. Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà em không có tiền sao mà học. Anh đã nói là anh sẽ lo cho em. Em cứ việc ôn thi đại học, học chính quy đi. Chỉ có 4 năm thôi à. Rồi anh sẽ xin cho em vô công ty làm. 4 năm thì lâu quá. Mà em đã 22 tuổi rồi. Em muốn vừa học vừa làm hơn. Ứng dụng kiến thức vô thực tế luôn. Anh, hay là bây giờ em học trước một khóa vi tính, rồi anh xin cho em một công việc văn phòng. Sau đó em sẽ đăng ký học đại học, rồi vừa học vừa làm. Cũng được, tùy em thôi. Bây giờ trước mắt anh sẽ tìm cho em một trung tâm để em học tin học nghe. Ừ. Ừ, em được gấp cho anh nữa. Nè, em ăn thêm đi. Anh thấy em ít ăn lắm. Thôi, phần của anh Bách mà. Em ăn nhiêu đây no rồi. Em cũng giống như hồi đó vậy. Không bao giờ em chịu nhận phần đồ ăn của anh cho em hết. Mà tại sao hồi đó anh Bách cứ hay cho phần bánh kẹo của anh hoài vậy? Tại vì Dương dễ thương mà. Vậy chứ Nguyệt không dễ thương hả? Nó giống hệt em à. Em lúc nào cũng vậy, chỉ biết quan tâm người khác. Còn Nguyệt á hả? Anh thật sự anh cũng không biết nói sao nữa. Trả lại đây, của mình mà. Nhưng mà nó là của tôi. Trả đây, tôi không trả. Buông tôi ra, nó là của tôi mà. Buông ra. Thôi mà, lại đi. Nếu các em mà đánh nhau nữa, anh sẽ mắng mẹ á. Con nhỏ kia, nhớ đó. Nguyệt, búp bê của em, buông em ra. Mượn chị với anh Bách xen vô. Nhưng mà em làm vậy là xấu lắm. Tại nó gây sự với em trước nên em phải đánh nó cho nó sợ, để mai mốt nó không dám ăn hiếp em nữa. Em sắp thắng rồi, tại mấy anh chị không đó. Nguyệt, em giận chị rồi, cái đôi nhiều chuyện. Nguyệt. Dương, Dương, tại sao Nguyệt có lỗi mà Dương cứ đi xin lỗi nó hoài vậy? Mặc kệ nó đi. Em không mặc kệ nó được. Anh buông tay em ra đi. Anh không buông đó. Nó hăm mát mẹ đó. Em có ngon thì em mát đi. Anh dám làm thì anh dám chịu. Anh buông tay em ra đi. Trong các con, ai đã đẩy bạn Thúy té ngã? Dạ con, dạ, con không có. Con cũng không có. Nếu các con đã làm thì phải dũng cảm nhận lỗi. Không thôi mẹ phạt nặng đó. Con không có, mẹ đừng phạt con. Hồi nãy con thấy có người đẩy bạn Thúy với mẹ. Ai vậy con? Bạn Dương hay là bạn Nguyệt gì đó. Hai bạn giống nhau quá, con không có biết. Rồi, con nhìn kỹ nha. Bạn Dương á mang cái kẹp to, còn Nguyệt á mang cái kẹp nhỏ. Dạ. Vậy bạn nào đã xô ngã bạn Thúy? Con không biết. Nè, có phải một trong hai con đã đẩy ngã bạn Thúy té không? Con không có. Dương, con có đẩy bọn Thúy té không? Dạ con không có. Hai đứa con nói đi. Đứa nào đẩy bạn Thúy? Không thôi á mẹ phạt cả hai đứa. Dạ chị hai làm chứ không phải là con. Mẹ, không phải đâu mẹ. Con thấy bạn Nguyệt đẩy bạn Thúy chứ không phải là bạn Dương. Anh biết gì mà nói. Là chị hai làm chứ đâu phải là con. Dương à, có phải con đẩy bạn Thúy té không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con hư lắm. Qua đây, khoanh tay quỳ gối xuống cho mẹ. Dạ. Anh sao vậy? Anh chỉ nhớ lại mấy cái chuyện hồi nhỏ thôi. Dương à. Dạ.
Anh hỏi thiệt nha, bây giờ em có bạn trai chưa vậy? Em chưa có. Còn anh Bách? Anh cũng chưa luôn. Mà dường như là anh chồng sắp cưới đó là sao vậy? Anh Nam đó là do ba mẹ em ép gả thôi. Em chỉ gặp mặt lúc nhà trai qua dặm hỏi. Nếu mà anh ta không quá tệ thì chắc em cũng đồng ý đám cưới. Tại sao em không yêu mà lại đồng ý cưới người ta? Em chỉ cần thoát khỏi căn nhà đó và có một cuộc sống tốt là được. Yêu hay không, không quan trọng. Nhưng mà hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao hạnh phúc chứ? Em đừng có suy nghĩ như vậy nữa nghe. Anh chưa ở hoàn cảnh như em thì anh đừng có thuyết giáo ở đây. Anh xin lỗi em. Anh có lỗi gì đâu. Tại sao Dương có vẻ khác hồi nhỏ quá? Mẹ, ba đi cả tuần rồi đó, không biết ba có tìm được chị hai không nữa. Mẹ cũng đang lo nè. Một mình ổng ở trên thành phố, không biết có sao không nữa. Tại mẹ không á, chứ không chị hai đâu bỏ đi đâu. Con nhớ chị hai quá à. Nhớ làm gì con quỷ đó. Thôi ăn nhanh đi, rồi còn lên học nữa. Nhắc tới con quỷ rồi là thấy ghét rồi à. Mệt quá. Ủa, ba về rồi hả? Ba có tìm được chị hai không ba? Không. Thành phố lớn lắm, sao tìm được. Nhưng mà ba có mướn người tìm giùm cho mình rồi. Mình có tiền mà, tội gì hành xác. Ông mướn ai? Một tên anh chị nha. Nó hứa tìm được, nó đem về đây cho mình với giá 50 triệu. Cái gì? 50 triệu? Điên hả? Bà, không biết tính toán gì hết. 50 triệu đó thấm tháp gì với cái 500... Rồi họ nói bao lâu tìm được con Dương? Thì nó không có nói thời gian. Ông hay quá, lỡ mấy tháng sau người ta mới tìm được rồi sao? Bà cứ yên chí, tôi gặp dân chuyên nghiệp mà. Trong vòng 3 ngày tìm gặp mình mới trả đủ tiền. Còn chậm mỗi ngày tôi trừ lại 5 triệu. Lần này tôi thấy ông biết tính toán đó nha. Tất nhiên, tôi sao thua bà được chứ. Thôi, con lên học bài đây, ba ăn cơm đi. Ăn đi rồi nghe tôi hỏi nè. Xài hết nhiêu tiền rồi ông nội? Hết rồi. Hả? Trời ơi, đi có một tuần mà xài hết 10 triệu. Sài Gòn nó đắt đỏ lắm. Tôi phải mướn xe đi tìm nó ở khắp nơi. Người ta đi chơi một đêm hết mấy chục triệu. Có 10 triệu nhầm nhỏ gì. Bà. Trời đất ơi. Chưa gì á, mà tôi thấy tôi tốn hết mấy chục triệu rồi nè.